Em xin phép bắt đầu luôn các thầy cô, có chờ thêm thầy cô nào nữa không ạ? Dạ alo ạ, thầy cô có nghe được âm thanh từ bên em không ạ? Nghe em. Em nghe thầy ơi, nhưng mà thầy ơi thì có thể là mình chờ thêm 5 phút nữa được không thầy? Tại vì sáng nay em thấy là lịch tới 3 trường á, mà bây giờ cái số lượng giáo viên mình vô thì hình như là còn ít lắm thầy. Vì mình đợi thêm khoảng 8 giờ 10 mình bắt đầu hả quý thầy cô? Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy quý thầy cô. Dạ, dạ. Hãy
tập huấn công tác soạn đề trên K12 này em có nghe lại nhiều mà nghe. Bảy ơi, bảy Ủa bắt đầu chưa mà sao không nghe nói gì vậy ta? Chưa em, chờ 5 phút 10 phút nữa em. Cũng phải để lên màn hình cho biết ngồi hoài từ nãy giờ. Bình tĩnh đi mà. Sáng nay chị Uyên ơi, ơi bây giờ mình có tiết dạy rồi sao mình lên cái Zoom này được ta? ai hỏi chị ở Loan hả? Em nó ảo quá chị. Não hả? Dạ. Thì giờ trường kêu là để lên đi tập huấn. Bây giờ bỏ tiết dạy hả? Không có bỏ mà mình up bài giảng đó. Không có được nói chuyện trên đây. Mình dặn học trò vô K12 cho nó chép bài hay là gì, có bài giảng gì đưa vô đó cho coi tự học. Cái này nhiều trường thầy ơi, cái này nhiều trường
Bữa nay được có lịch đi chợ thì để đi chợ chút vô. Mình bắt đầu được chứ quý thầy cô? Rồi, được rồi. Dạ. Dạ rồi. Lần đầu tiên thì em xin phép kính thưa đến ban giám hiệu, quý thầy cô tham gia cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì có ba trường, nhất là trường trung học cơ sở Đồng Khởi, hay là trường trung học cơ sở thị trấn hai Củ Chi và trung học cơ sở Phú Mỹ Hưng. Đó thì sáng buổi hôm nay thì mục tiêu thì em và bạn Kiệt, em tên là Tuấn, và cùng bạn Kiệt thì sẽ hướng dẫn với thầy cô hướng chuyên sâu về cái vấn đề kiểm tra đánh giá. Còn cái phần bài giảng thì trước khi đi vào nội dung chính thì em chia sẻ chuyên sâu cái phần nội dung cái bài giảng mà thầy cô kết hợp dạy học trực tuyến trong cái thời gian tới cho nó hiệu quả hơn. Thì em xin phép chia sẻ cái màn hình để chia sẻ cái phần nội dung cái bài giảng với thầy cô ạ. Kịp mở giúp cái phần chia sẻ. À, dạ được rồi. Cảm ơn. Cô sẽ thấy cái quy trình nghiệp vụ của nhà trường mình trong quá trình dạy học trực tuyến. Thì quá trình dạy học trực tuyến nó sẽ bao gồm hai cái nội dung chính, quý cô. Nó sẽ bao gồm hai cái nội dung chính là thầy cô tương tác với các em học sinh. Một là qua bài giảng, hai là bài kiểm tra, ba là lớp học ảo. Thế thì ở đây cái việc dạy học trực tuyến nó phải bao gồm hai cái nội dung chính. Thì trong cái phần tương tác với các em học sinh đó, thì bao gồm bài giảng, bài kiểm tra và lớp học ảo. Thì ba cái nội dung tương tác này nó thông qua cái hệ thống báo cáo thống kê của nhà trường. Thì ở đây mình thấy rõ được một cái việc dạy học trực tuyến theo cái thông tư 09 bộ thì nó rất là khác, nó định nghĩa khác với lại dạy học internet. Dạy học qua internet ví dụ như thầy cô có thầy cô dùng Zoom hay là Google Meet, thầy cô tương tác face to face với các em, hoặc là thầy cô có bài giảng, thầy cô gửi một cái đoạn video đường link, thầy cô gửi trực tiếp đến các em học, thì cái việc tương tác đó, những cái việc tương tác đó không thông qua một cái hệ thống báo cáo thống kê và thông qua những cái quy trình nghiệp vụ của nhà trường, phân công, phân môn, phân lớp, thời khóa biểu, vân vân. Đó là mình tương tác, mình gọi là dạy học qua internet.
Thế thì việc dạy học trực tuyến thầy cô thấy ở đây là tất cả việc tương tác của quý thầy cô sẽ với học sinh, cái việc học của học sinh, kết quả học, tiến độ học thì ở đây sẽ thông qua cái hệ thống báo cáo thống kê của nhà trường, và trong tài khoản admin của trường cũng nhìn thấy được cái việc học của các em, tiến độ học như thế nào. Thì để vận dụng tốt cái việc tốt hơn trong cái việc bài giảng kết hợp với lớp học ảo, thì hôm nay em chia sẻ với thầy cô việc kết hợp linh động giữa bài giảng và lớp học ảo. Thì ví dụ như thầy cô có một cái tiết 45 phút thì thầy cô có thể là kết hợp giữa bài giảng và lớp học ảo, thì thầy cô có thể tạo một cái thời khóa biểu, có một cái thời gian lớp học ảo để thầy cô chia sẻ cái nội dung đó với lại học sinh trước khi học sinh là tự học, mình gọi là tự học. Thì thầy cô hình dung ở đây cái bài giảng của mình nó giống như là một cái khóa học mà thầy cô đã từng học, giống như là module 1, 2, 3 mà thầy cô đã học, và module 4 thì đầu tháng 10 cô sẽ học. Thì cái đó mình gọi là một cái bài giảng mà ở đây thầy cô có thể là tạo được bằng cái tài khoản cá nhân của mình, cái hệ thống camera online. Thì trong cái bài giảng đó nó sẽ bút gồm những cái phần nào, thì tí xíu là em sẽ chia sẻ với quý thầy cô cái phần nội dung bên dưới. Thì việc kết hợp giữa bài giảng và lớp học ảo ở đây không đơn thuần bài giảng các em tự học gửi qua cái chúng ta không giám sát được, mà ở đây chúng ta giám sát được cái tiến độ học, tỷ lệ phần trăm học và cái độ thông hiểu của cái bài giảng đó như thế nào. Thì ở đây ý em chia sẻ với thầy cô một việc đó là mình sẽ giảm tải được cái việc mà phay to phay với các em. Ví dụ như một ngày thầy cô có 4 đến 6 tiết hoặc là 8 tiết thì không thể nào mà thầy cô ngồi trực tiếp và nói chuyện với các em trên màn hình máy tính như thế, sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của quý thầy cô về lâu dài và sức khỏe của các em. Bởi vì các em ngồi trên màn hình máy tính nhiều quá nó cũng giảm đi cái độ tập trung. Thế thì ở đây mình sẽ linh động kết hợp giữa cái lớp học ảo và bài giảng một cách linh động trong cái tiết học của quý thầy cô trên một cái lớp đó. Thì sau khi các em học lớp học ảo và bài giảng rồi thì thầy cô kết hợp vận dụng thêm cái ôn tập, kiểm tra, đánh giá. Thì cái nội dung hôm nay mình sẽ tập huấn đó, thì thầy cô thấy là cái việc dạy học trực tuyến nó phải bao gồm tất cả các yếu tố là bài giảng, bài kiểm tra, lớp học ảo. Thế thì ba cái nội dung này đều thông qua cái hệ thống giám sát được, đo đếm được, thì mình gọi là dạy học trực tuyến. Và thông qua cái nghiệp vụ của nhà trường, thực tế nghiệp vụ của nhà trường để các em giám sát cái việc học của các em, kết quả học của các em như thế nào. Rồi em sẽ chia sẻ với thầy cô một cái bài giảng như thế nào hiệu quả để thầy cô có thể làm vận dụng cái bài giảng này tốt hơn trong cái thời gian tới. Em nghĩ là thầy cô đã làm cái bài giảng trước đó rồi, nhưng mà em cũng chia sẻ lại để thầy cô có thể là thầy cô nhìn thấy rõ hơn một tí. Giờ thầy cô thấy trong cái khung bài giảng á, hệ thống K12 á, thì nó phải nó hỗ trợ là khi mà thầy cô up lên hệ thống K12 á, thì thầy cô sẽ thấy được là điểm chuyên cần là cái tiến độ học của các em, tỷ lệ phần trăm học đó. Ví dụ như thầy cô muốn gán cái bài giảng đó, cái đoạn video đó các em phải đọc hết 100% hoặc là đọc 95%, 90%, đó là thầy cô giám sát được cái tiến độ học của các em. Rồi thông qua cái phần tự học của các em, thông qua cái những cái file thầy cô up lên hoặc là những cái đoạn video up lên, thì thầy cô có thể là cho các em làm bài tập trắc nghiệm. Trắc nghiệm ở đây có hai dạng, thầy cô có thể là đưa vào đoạn video, chèn giữa đoạn video, hoặc là trắc nghiệm ở ngoài đoạn video, thì thầy cô sẽ nhìn thấy được cái mức độ thông hiểu của cái các em thông qua cái bài tập mà các em làm đó. Thì thông qua cái bài giảng thầy cô thì mình nhìn thấy được là cái mức độ thông hiểu của các em. Tiếp theo là thầy cô sẽ giám sát được cái quá trình học của các em thông qua cái bài giảng tự do và cái bài giảng thông qua thời khóa biểu. Thế thì cái bài giảng tự do với cái bài giảng thông qua thời khóa biểu có một cái điểm chung là hai cái loại bài giảng này đều xem lại được mỗi lúc. Cái bài giảng tự do khác với cái bài giảng thời khóa biểu là bài giảng tự do sau khi, ví dụ như sáng nay thầy cô lập cái bài giảng tự do xong thì tất cả các em vào học được liền được,
Còn đối với cái bài giảng mà thông qua thầy phát biểu thì đúng cái khung giờ thầy phát biểu thì các em mới vào học được, và chỉ thống kê cái tiến độ kết quả học, thống kê cái tiến độ trong cái khung giờ thầy phát biểu đó, để giám sát cái việc học của các em trong cái thời phát biểu đó. Thì thầy cô lưu ý ha, khi mà thầy cô tạo cái bài giảng thì thầy cô lưu ý là mình tạo dạng dưới giờ thông, dưới dạng thời phát biểu hay là dạng tự do, tùy theo cái ý định của thầy cô giám sát các em như thế nào. Rồi thì thầy cô thấy được đó là cái bài giảng của mình bây giờ nó không đơn thuần là mình gửi cho các em tự học hoặc là tự xem, mà bây giờ cái bài giảng của mình nó sẽ giám sát được cái điểm chuyên cần, mức độ thông hiểu của các em, và giám sát được cái quá trình học của các em trên cái tài khoản của giáo viên hoặc là tài khoản của nhà trường, đều giám sát được hết. Đây là cái sở cứ mà thầy cô có thể là nhắc nhở các em học tốt hơn trong cái thời gian tự học. Rồi, sau khi cái nội dung mà bài giảng xong thì thầy cô có thể là kết hợp có phần ôn tập kiểm tra đánh giá đó. Thì thầy cô thấy một cái quá trình học trực tuyến đó thì nó sẽ thấy, mình sẽ thấy được đó là tất cả các việc học hoặc là cái tiến độ học của các em mình đều giám sát được hết. Thì ở đây cái khung bài giảng mẫu có nghĩa là ở đây là cái khung bài giảng cơ bản thôi, có thể là thầy cô đã làm rồi và làm theo cái chuyên môn của thầy cô tốt hơn cái khung bài giảng này, nhưng mà đây là một cái khung bài giảng cơ bản mà em cũng muốn chia sẻ lại quý thầy cô. Một cái bài giảng ở đây thầy cô thấy là một cái file PDF. Đầu tiên là thầy cô up cái file PDF để hướng dẫn tóm tắt lý thuyết và những cái nội dung mà cần đạt được cái bài giảng đó. Đó. Thì ở đây thầy cô có thể là up cái file hướng dẫn hoặc là những cái tài liệu những cái file PDF kèm theo để các em tự học. Xong cái phần mà tài liệu theo file rồi thì thầy cô có thể là up cái đoạn video bài giảng. Thì đến cái đoạn video này thầy cô sẽ thắc mắc là thế thì cái đoạn video này phải quay phim, ghi hình, ghi âm như thế nào. Thì ở đây em chia sẻ một cách đơn giản nhất là thầy cô có thể là dùng cái file slide của mình, file PowerPoint, thầy cô có thể là lồng âm hoặc là ghi hình để thầy cô giống như là thầy cô mở cái màn hình máy tính ra là thầy cô nói, và thầy cô mở cái slide đến đâu thầy cô nói đến đó. Thì thầy cô xuất, sau khi nói xong thầy cô giảng xong thì thầy cô xuất ra dưới dạng file video, thì thầy cô được một cái đoạn video bài giảng đó. Thì thầy cô cũng không có cần đầu tư những cái góc độ ghi hình hay là máy ghi hình hay là những cái gì mà nó chuyên nghiệp lắm, mà chúng ta chỉ cần đơn thuần là chúng ta có một cái đoạn slide bài giảng và thầy cô mở màn hình máy tính là thầy cô có thể làm được cái đoạn video rồi. Thì ở đây chút xíu nó có những cái đường link em chia sẻ phía bên dưới cái cách làm. Và tiếp theo sau khi bài giảng dạng file rồi, dạng video rồi, thì cái đoạn video này thầy cô cũng muốn chèn những cái câu hỏi chèn giữa đoạn video để giám sát được cái quá trình xem video của các em hay không. Thì thầy cô muốn làm trắc nghiệm ở trong đoạn video cũng được, còn không thì thầy cô sẽ làm cái bài tập trắc nghiệm bên ngoài phía bài giảng đó. Thì thầy cô sẽ làm cái bài giảng cơ bản mà đáp ứng những cái yếu tố về độ thông hiểu đó, về tiến độ học đó, về bài tập đó. Thì thầy cô thấy là cái bài giảng mình có thể giám sát được cái quá trình học của các em rồi. Thì để làm được cái đoạn bài giảng nó như các nội dung phía trên này thì em có chia sẻ những cái đoạn video ở đây. Nghe tí xíu nữa em sẽ gửi cái file này đến quý thầy cô. Cách chèn video giữa câu hỏi nè, rồi cách chia sẻ, em chia sẻ cách mà cái đoạn bộ file PowerPoint thành video và chèn clip như thế nào, em cũng gửi cái hướng dẫn, cái đường link kèm theo, và cái hướng dẫn cách up bài giảng trên K12 bằng cái tài khoản giáo viên thì cái đường link ở đây. Đó thì trước khi đi vào nội dung chính thức cái buổi tập huấn ngày hôm nay về cái phần chuyên sâu kiểm tra đánh giá, thì em chia sẻ khái quát cái phần bài giảng và cái việc giữa dạy học trực tuyến và dạy học internet nó khác nhau như thế nào để thầy cô
vận dụng tốt hơn cái việc mà kết hợp giữa bài giảng và bài kiểm tra và lớp học ảo trong cái thời gian tới. Thì thầy cô ở đây trong cái phần một la mã này, thầy cô có thể là vận dụng linh động cái phần bài giảng, bài kiểm tra, lớp học ảo để làm sao thầy cô nâng cao cái hiệu quả cái học trực tuyến này tốt nhất và giữ gìn được sức khỏe của thầy cô và các em trong cái thời gian mà dạy học trực tuyến kéo dài như thế này. Đây là cái phần chia sẻ của em về cái phần bài giảng kết hợp với lớp học ảo. Thì cái phần tiếp theo thì chắc là nhờ bạn Kiệt trình bày luôn cái phần chuyên sâu về kiểm tra đánh giá. Thì sau khi bạn Kiệt trình bày xong rồi thì chắc là mình thầy cô có những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc về bài giảng hay bài kiểm tra gì đó thì tụi em sẽ giải đáp một lần luôn. Dạ thì tiếp theo thì xin mời bạn Kiệt. Dạ vâng ạ, em kính chào quý thầy cô ạ. Dạ để tiếp lại phần anh Tuấn thì em xin cũng trình bày với thầy cô về cái vấn đề của ngày chính ngày hôm nay là mình về cái phần bài kiểm tra thầy cô sẽ tạo lập bài kiểm tra như thế nào. Dạ trong cái phần trình bày của em về bài kiểm tra em sẽ trình bày trong ba nội dung. Cái đầu tiên là thầy cô sẽ thiết kế một bài kiểm tra trên trang 12 như thế nào. Cái thứ hai là thầy cô sẽ quản lý cái bài kiểm tra đó, mà thầy cô đã đưa cho học sinh sử dụng và làm bài ra sao. Cái thứ ba là cách học sinh vào làm bài kiểm tra trên máy tính và điện thoại. Dạ, thì em cũng xin được phép em chia sẻ màn hình của em ạ. Dạ thưa thầy cô, thì để mình tạo lập một bài kiểm tra thì chắc chắn thầy cô sẽ vào giúp em trong K12 này ha. Em sẽ vào một tài khoản của một giáo viên khác để demo thầy cô từng tính năng. Dạ, em xin lỗi thầy cô ạ. Em mới vừa bị văng ra ngoài ạ. Em xin được phép chia sẻ màn hình. Dạ thưa thầy cô, thì thể hiện mình tạo lập một bài kiểm tra, thầy cô sẽ vào đây giúp em ha. Mình vào học liệu nè, mình vào bài kiểm tra. Rồi. Thì ở chỗ bài kiểm tra này, mình sẽ có một cái nút thêm mới bên góc tay phải trên phía trên nè, mình sẽ chọn thêm mới giúp em ha. Dạ, thì khi thầy cô mình chọn nút. Không có thấy gì hết á, thầy Kiệt ơi. Thầy ơi, cái màn hình còn đăng nhập thầy ơi. Có bị lỗi rồi thầy Kiệt ơi. Hẹn thầy cô. Ở đây thầy cô. Dạ thầy cô thấy được cái màn hình em đang chia sẻ chưa? Giờ này mới thấy. Dạ. Đây em sẽ vào lại thầy cô. Em vào lại ở bài này,
ở phần học liệu nè và bài kiểm tra, rồi mình chọn thêm mới ha. Thì ở bước thêm mới này, thầy cô có thể thấy nè, ở đây mình xuất hiện ba tab. Tab thứ nhất là ma trận nè, PDF nè và nhập tay. Thì đây chính là ba cái cách thầy cô sẽ đưa một cái đề của mình vào để tạo lập ra một bài kiểm tra. Đây chính là cách thầy cô, những cái cách của mình để mình sử dụng. Còn ở phía dưới ba cái tab này thì là một cái phần cấu hình chung của một bài kiểm tra. Thì thầy cô mình sử dụng cách nào cũng vậy ha, cách nào cũng vậy thì nó cũng sẽ có những cái phần cấu hình chung giống nhau. Và ở đây thầy cô sẽ quan tâm giúp em chỗ này. Mình có một chỗ là hình thức tổ chức ha. Hình thức tổ chức ở đây có hai dạng, tập trung và phân tán. Nếu thầy cô mình sử dụng dạng tập trung này, có nghĩa là thầy cô sẽ tạo lập ra một bài kiểm tra, thầy cô gán lên thời khóa biểu cho học sinh vào làm, và học sinh phải vào làm đúng giờ trên thời khóa biểu mà thầy cô đã gán. Nếu học sinh vào trễ làm bài của học sinh. Còn bài kiểm tra phân tán ở đây học, và cái phần bài kiểm tra phân tán này thầy cô không cần phải gán lên thời khóa biểu, mà thầy cô sẽ có cấu hình về thời gian và cấu hình về lớp học. Dạ alo ạ, thầy cô nghe em rõ không ạ? Màn hình với lại tiếng nó không ăn khớp gì với nhau hết à? Nhìn vô học biết nghe, nói một đằng mà hình một nẻo. Dạ rồi, chắc là do mạng bên em bị yếu. Thầy đợi em tí nha. Âm thanh không nghe được hết gì nè thầy ơi. Không nghe âm thanh. Dạ, alo ạ. Thầy cô thấy là cái được cái hình của em á, nó đường chuyển nó tốt hơn chưa thầy cô? Em đang di chuyển tab ha. Tốt rồi thầy, tốt rồi. Dạ rồi, dạ. Vậy em đi trình bày lại với thầy cô á, để thầy cô mình theo dõi cho nó dễ. Dạ thưa thầy cô, thì ở đây, dưới cái phần cách nhập đề này, thầy cô sẽ lựa chọn cho mình trước một cách nhập đề ha. Và dưới cái phần này thì nó sẽ có cho mình một cái cấu hình chung của một bài kiểm tra. Thì cách nào cũng sẽ như nhau. Thì cô chỉ cần chú ý giúp em những cái phần quan trọng nè. Về hình thức tổ chức nè, có tập trung và phân tán. Thì tập trung em vừa trình bày với thầy cô. Còn phân thầy tán ơi, ở đây màn hình chạy tầm lum rồi thầy ơi. Nhà màn hình không khớp nhau. Dạ rồi, do bình trì bên em bị yếu thầy cô ạ. Để em sẽ nói chậm lại để đi khớp với cái hình ha. Thầy cô mình dễ tiện theo dõi ạ. Dạ thưa thầy cô, ở đây em có cái phần hình thức tổ chức nè, có tập trung và phân tán. Thì phân tán ở đây là cái phần hình thức tập kiểm tra. Thầy cô sẽ tạo lập một bài kiểm tra và cho học sinh mình làm bài trong một cái khoảng thời gian mà thầy cô sẽ thiết lập. Và cái việc thiết lập cái khoảng thời gian của bài kiểm tra. Cái màn hình còn đang đăng nhập thầy ơi. Rồi, được rồi đó. Dạ. Ủa nó còn nữa thầy. Ủa là dạ. Ở cái phần bài phân tán này
em xin lỗi, em tắt mic thầy cô trước thầy cô. Em tắt mic trước đợi đợi. Dạ em xin lỗi, em tắt mic thầy cô trước ha. Dạ thì ở cái phần kiểm tra phân tán thầy cô, ở phân tán này thì nó khác với tập trung thầy cô sẽ tạo lập một bài kiểm tra và thầy cô gán lên thầy cô biểu, sẽ gán phần thời gian và lớp học sau. Còn phân tán á, thì thầy cô sẽ gán lớp học và cái phần thời gian trực tiếp trên cái phần cấu hình bài kiểm tra này luôn. Ở đây ha, em chọn phân tán nè, thầy cô có thể thấy nó sẽ xuất hiện cho mình một cái tab lớp học để thầy cô có thể chọn lớp ngay trực tiếp trên cái phần này luôn ha. Dạ, và lúc chọn lớp thầy cô, lúc chọn lớp này thì thầy cô có thể chọn một lúc nhiều lớp ha. Và kiểm tra phân tán, thầy cô có thể gắn một lúc nhiều lớp để cùng kiểm tra. Em ví dụ là em có thể chọn hết những lớp này. Và thầy cô cũng sẽ cấu hình cái phần thời gian của bài kiểm tra phân tán trực tiếp ở đây. Dạ. Thường bài kiểm tra phân tán của mình là hình thức cho học sinh mình làm tự do thầy cô, rất làm tự do. Thì cái phần thời gian thầy cô có thể là tổ thiết tập nó dài ra để tạo điều kiện cho học sinh mình dễ làm. Rồi, em ví dụ em sẽ một cái bài kiểm tra em làm từ ngày 3 nè đến ngày 5. Thì từ ngày 3 này đến ngày 5 này, học sinh chỉ cần vào làm bài trong khoảng thời gian này ha, và vào làm khi nào cũng được. Ở đây em có một bài kiểm tra 15 phút chẳng hạn, thì học sinh vào làm bài, hệ thống sẽ tự đếm ngược 15 phút cho học sinh. Dạ, thì đây chính là ý nghĩa của bài kiểm tra phân tán. Mình không cần phải gán lên thầy cô biểu. Và đây hình thức cho học sinh mình kiểm tra tự do vào đúng cái khoảng thời gian mà thầy cô đã thiết lập. Dạ, như vậy là mình sẽ có hai hình thức thầy cô. Thứ nhất là tập trung và thứ hai là phân tán. Thì thầy cô mình cũng có thể chọn lựa một trong hai hình thức này để tạo lập ra một bài kiểm tra phù hợp với tính chất và cái nội dung bài kiểm tra của mình. Dạ, thì ở đây chính là cái cấu hình chung ở trên. Còn phía dưới này nữa, thầy cô có thể thấy nè, ở dưới này mình còn một cái phần nữa là cấu hình nâng cao. Thì chỗ này thầy cô mình sẽ xem tham khảo thêm giúp em ha, để mình có những cái cấu hình phù hợp với bài kiểm tra của mình. Thì chỗ cấu hình nâng cao này chắc thầy cô sẽ chú ý giúp em ở những điểm này. Là cấu hình xem lại bài nè, cấu hình xem đáp án nè, cấu hình xem lời giải nè. Dạ, thì mặc định hệ thống ban đầu của mình á là sẽ không cho xem ha, không cho học sinh xem lại cái phần bài làm, đáp án hay là giải. Thầy cô mình nếu muốn cho học sinh xem thêm sau khi học sinh làm bài thì cô hãy tích thêm những cái mục này giúp em. Dạ. Còn ở đây một cái tab cuối cùng là số lần tối đa cảnh báo nộp bài. Ở đây á thì cái số lần này thầy cô mình có thể thao tác ha, là 3 lần, 4 lần hay 5 lần. Nói chung là cái số này thầy cô mình có thể chủ động mình sửa đổi được. Và việc cảnh báo nộp bài là như thế nào á, thì một tí nữa em sẽ cho thầy cô xem chung với em một cái đoạn clip về cách học sinh vào làm bài và việc cảnh báo như thế nào. Dạ, thì ở đây là em đã giới thiệu với thầy cô về phần cấu hình chung rồi. Em sẽ nói chi tiết với thầy cô ba cách này, ba cách mà nhập đề vào như thế nào ha. Dạ, cái đầu tiên là PDF. PDF là hình thức thầy cô sẽ nhập đề vào đơn giản nhất. Thầy cô chỉ cần có cho mình một cái đề dạng này PDF ha, lên hệ thống và thầy cô tạo lập cho mình một cái phiếu trả lời trắc nghiệm. Và cái đề PDF này ABCD thôi, nó chỉ hỗ trợ một loại câu thầy cô. Và nó chỉ giúp thầy cô tạo lập ra được một đề duy nhất thôi. Mình đưa đề lên thì chỉ đưa được một đề thôi. Cái này tuy nó đơn giản nhưng mà lại nó có nhiều hạn chế ha, nó không có đầy đủ tính năng để thầy cô tạo lập cho một bài kiểm tra hoàn chỉnh. Còn nhập tay nè, nhập tay phía mặt trận này thì hai cách này nó sẽ hơi phức tạp hơn tí xíu, thầy cô sẽ làm nhiều bước hơn, nhưng mà hai cách này nó giúp thầy cô tạo lập ra một bài kiểm tra hoàn chỉnh, bao gồm có thể là một bài kiểm tra về trắc nghiệm hoặc là một bài kiểm tra về trắc nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm ở đây thì có thể là trắc nghiệm ABCD hoặc trắc nghiệm dạng đúng sai, trắc nghiệm dạng đọc hiểu, hoặc là trắc nghiệm dạng nói chéo hay là cô nói chéo điền khuyết. Dạ, thì hai cái dạng ma trận và nhập tay này nó hầu như là
hỗ trợ thầy cô tất cả các dạng đề luôn, tất cả các dạng câu hỏi. Và nó cũng có cho thầy cô, giúp thầy cô mình xáo trộn đề một cách ngẫu nhiên được từ một cái số lượng câu hỏi có sẵn thầy cô. Dạ, yeah. Thì riêng cái phần nhập tay này, riêng phần nhập tay này thì thầy cô mình sẽ nhập đề trực tiếp lên cái phần nhập tay luôn trong cái cấu hình mà kiểm tra này. À, nó sẽ đơn giản hơn. Còn ma trận này, còn hình thức ma trận thì thầy cô á, sẽ phải quan tâm giúp em thêm một điều nữa. Là mình sẽ quan tâm thêm một chỗ là cái ngân hàng câu hỏi nè. Cái phần ngân hàng câu hỏi trong cái phần học liệu này. Dạ. Thì tại sao phải như vậy hả thầy cô? Tại vì cái ma trận này nó sẽ lấy câu hỏi ra từ ngân hàng câu hỏi. Vì ma trận thì nó sẽ hỗ trợ thầy cô làm kiểm tra với dạng hình thức ma trận đề thi. Thì cái phần ma trận này nó cũng giống như cái phần mà thông tư của ngành mình, là thầy cô sẽ lấy những câu hỏi từ những chủ đề nào đó và mức độ khó của câu ra sao để tạo lập ra một cái ma trận bài kiểm tra. Thì việc câu hỏi thuộc chủ đề nào và độ khó ra sao thì phải dựa vào cái ngân hàng câu hỏi này. Thầy cô mình cần tạo lập trước cho mình một ngân hàng câu hỏi và đưa vào đây một số lượng câu hỏi đủ nhiều, và những câu hỏi đó thuộc chủ đề nào và mức độ khó ra sao, thầy cô cũng sẽ gán trực tiếp ở phần này. Sau đó thầy cô sẽ lấy từ cái phần ngân hàng câu hỏi này ra để thầy cô tạo lập cái ma trận bài kiểm tra. Cái việc này có thể là mất thời gian thầy cô những trong lúc đầu, nhưng mà nó lại tiện lợi thầy cô. Nó tiện lợi một điều là cái ngân hàng câu hỏi này thật ra giống như một cái kho của thầy cô gì đó. Thầy cô cái kho này thầy cô chứa những câu hỏi bên trong đó, và khi sử dụng thì thầy cô lấy ra sử dụng thôi. Mình có thể sử dụng được nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Vậy thì cái ngân hàng câu hỏi này nó có tính kế thừa cho thầy cô. Nó có tính kế thừa, thầy cô có thể sử dụng được nhiều lần và tái sử dụng những cái câu hỏi đó cho nhiều bài kiểm tra. Dạ, thì ở đây em xin demo với thầy cô từng cách một ha, để thầy cô mình có thể nắm được ba cách mình nhập đề vào với ba cách, và thầy cô mình cũng có thể có được cái nhìn tổng quan, mình có thể lựa chọn được cái loại nào phù hợp cho cái bài kiểm tra của thầy cô. Dạ, ở đây em sẽ chọn dạng PDF trước thầy cô. Em chọn trước dạng PDF nè. Đây em đặt tên một bài kiểm tra ha. Kiểm tra ở đây em sẽ đặt tên kiểm tra PDF ha. Cái phần cấu hình này. Cái phần cấu hình này giữ nguyên nè. Ở đây em chọn khối lớp thôi. Và em chọn lớp học. Dạ. Yeah. Thời gian làm bài của em cũng sẽ để 15 phút luôn. Cấu hình nâng cao thì em có thể để mặc định hệ thống, không thay đổi. Thì kéo xuống này có thể thấy nè, có cho mình một cái phần file PDF. Thì chỗ này chính là nơi thầy cô mình bấm vào chọn file để mình tải cái đề của mình lên. Còn kế bên này là file lời giải của cái đề. Thì file này thầy cô đã thấy ha, phía sau nó không có dấu sao. Ở đây mình có dấu sao ha, có dấu sao là bắt buộc mình phải làm nè. Còn cái này không bắt buộc ha, thầy cô mình sẽ tùy cái phần nội dung của mình. Mình có thể tải lên cái phần này hoặc không. Đây, bây giờ em sẽ bắt đầu em tải lên. Em tìm một cái đề của mình, em tải lên đây. Em chọn file. Dạ. Trong lúc em đợi file tải lên đó, thì em sẽ cùng với thầy cô xem thêm một vài mục nữa ha. Chỗ này thì mình có cái phần mã đề PDF này thầy cô. Mình có mã đề PDF thì ở đây cũng có dấu sao luôn là bắt buộc. Thì thầy cô mình sẽ nhập cái mã đề vào theo cái đề của mình vừa tải lên cũng được ha. Hoặc là thầy cô có thể nhập một số bất kỳ. Với ba số thế này ha là mình được rồi. Đó. Còn ở dưới đây bên phải cái phần cái đề tí xíu mình sẽ hiện thị chỗ này ha. Bên phải chỗ này là cái chỗ thầy cô sẽ tạo lập ra một cái phiếu trả lời trắc nghiệm. Thầy cô sẽ quan tâm giúp em chỗ này. Mình có số lượng câu hỏi nè. Thì tại số lượng câu hỏi này chính là thầy cô mình sẽ nhập cái số câu hỏi theo cái đề của mình. Em ví dụ đây em có em có 10 câu đi ha. Ví dụ em có 10 câu thì em thêm 10 câu nè. Số đáp án của em là 4 là A, B, C, D. Dạ. Thì cái bước này chính là cái bước thầy cô sẽ phải đánh chọn đáp án đúng trong cái phiếu trả lời trắc nghiệm này để hệ thống nhận biết được đâu là câu đúng, đâu là câu sai. Khi mà học sinh mình làm bài á, hệ thống sẽ tự chấm điểm phần trắc nghiệm này cho học sinh.
Giờ em sẽ tải thầy cái file đề lại một lần nữa thầy cô. Em tải lại một lần nữa. Dạ, như vậy là em vừa tải thành công một cái đề lên. Cái đề này là dạng đề toán này cô. Đây câu hỏi của mình thì đây chính là cái đề thầy cô đã soạn thảo sẵn và chuyển thành cái dạng file PDF này cô đưa lên đây. Và mình sẽ tạo lập một cái phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với cái đề này. Như này mình đã xong này cô. Sau đó thầy cô hãy lưu lại. Rồi như vậy mình đã lưu thành công cái đề thế này cô. Hệ thống đã báo thành công rồi. Thì cái phần bài kiểm tra PDF này thì cô chỉ cần làm hai bước. Bước đầu tiên là mình tải vào cái file đề với đuôi định dạng là PDF lên. Bước thứ hai là thầy cô sẽ đánh tạo lập một cái phiếu trả lời trắc nghiệm cho học sinh mình làm bài. Rồi. Nhưng mà em cũng xin nhắc lại với thầy cô cái đề dạng PDF này nó chỉ hỗ trợ thầy cô làm dạng câu trắc nghiệm thôi. Chỉ làm dạng câu trắc nghiệm ha. A, B, C, D. Cô thể thấy ha, trắc nghiệm A, B, C, D thôi. Và nó sẽ không có hiện tượng đảo đề cho thầy cô nha. Ở đây chỉ có một đề duy nhất. Dạ. Rồi em sẽ đi với thầy cô cách thứ hai. Đây, em sẽ thêm mới một bài kiểm tra thứ hai là dạng nhập tay. Dạ, chỗ này kiểm tra nhập tay rồi em cũng sẽ xuống đây mình xem ha thầy cô. Những bước đầu tiên của mình cũng sẽ chọn khối lớp nè, mình chọn đầy đủ phần này. Dạ, thì thầy cô kéo xuống cuối cùng thì cô sẽ thấy giúp em có ba nút nè. Nút thêm câu hỏi, nút nhập từ Excel, sao chép từ Word. Thì ba cái nút này chính là ba cái nút thầy cô sẽ nhập đề vào. Đó chính là ba cách thầy cô sẽ thêm câu hỏi vào cái bài kiểm tra này. Ở đây thầy cô đã thấy cái đầu tiên nè là thêm câu hỏi. Thêm câu hỏi ở đây thầy cô click vào. Nó sẽ xuất hiện cho thầy cô một danh sách ha. Một danh sách các dạng câu hỏi để thầy cô lựa chọn. Thì cái phần danh sách này chính là những dạng câu hỏi mà hệ thống đã thiết kế sẵn cho thầy cô. Thầy cô chỉ cần chọn lựa và mình nhập đề vào thôi. Em ví dụ em chọn một loại câu ha. Câu lựa chọn một đáp án nè. Em chọn vào. Ở đây em sẽ có phần nhập nội dung câu hỏi nè. Ở dưới đây em sẽ nhập những cái phần đáp án của em vào. Em ví dụ ha, em sẽ đây là một câu demo đi. Rồi, đáp án của em. Em sẽ nhập giả định nè. Và em lựa chọn đáp án đúng. Bên đây thầy cô có thể thấy có cái phần cho điểm nè. Thì thầy cô mình cũng có thể cho điểm từng câu thế này. Hoặc là thầy cô nhập hết cái đề mình luôn. Rồi cô cho điểm lại. Nó sẽ tiện hơn. Dạ, ở chỗ thêm câu hỏi thầy cô. Ở nút thêm câu hỏi này. Nó có rất là nhiều dạng câu hỏi để thầy cô lựa chọn ha. Ở đây có câu hỏi lựa chọn một đáp án nè, câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án, câu đúng sai, câu điền vào chỗ trống nè, câu tự luận. Thì ở đây nếu thầy cô mình sử dụng hình thức dạng đề kiểm tra tự luận hoàn toàn hoặc vừa tự luận vừa trắc nghiệm chẳng hạn, thì ở đây thầy cô chọn thêm câu hỏi tự luận bằng cách này là em thấy tiện nhất ha và nhanh nhất. Thầy cô sẽ chọn câu tự luận nè. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho thầy cô một cái khung nhập nội dung câu hỏi là gì. Em sẽ nhập giả định ha. Thì thầy cô mình cũng có thể là copy mình dán vào. Hoặc là mình phải nhập đều trực tiếp trên đây. Như vậy thì câu tự luận thầy cô chỉ cần làm một bước thế này thôi. Là mình nhập liệu cái phần nội dung câu hỏi vào. Ở chỗ lời giải này thầy cô mình muốn cho học sinh mình xem thêm lời giải sau khi làm bài. Thì thầy cô mình có thể nhập liệu vào đây để chi tiết hơn. Còn nếu không thì mình có thể bỏ qua bước này cũng được ha. Dạ. Như vậy là câu tự luận thì cô có thể thêm dễ dàng bằng cách mình chỉ cần chọn thêm câu hỏi nè. Mình chọn câu hỏi tự luận. Như vậy là mình sẽ nhập nội dung câu hỏi vào là được rồi. Còn trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì em vừa chia sẻ với thầy cô là thầy cô có thể nhập liệu bằng cách này. Mình cũng chọn thêm câu hỏi này. Nhưng cách này nó sẽ hơi thủ công hơn. Làm thầy cô cũng sẽ phải mất thời gian làm hơi nhiều hơn tí xíu.
để mình thêm câu trắc nghiệm một cách đơn giản thì thầy cô mình cũng có thể chọn phương pháp thứ hai là nhập từ Excel. Thầy cô sẽ click vào chỗ này ha. Khi mà em click vào đây, nó sẽ có cho em một cái cửa sổ nè. Tại đây nó có một cái phần lấy file mẫu về. Thầy cô đau đó giúp em xem cái này ha. Dạ. Rồi, khi em download xong em sẽ mở cái file này lên. Dạ. Thầy cô thấy nè, đây là một cái file mẫu mà hệ thống cung cấp sẵn cho mình. Là một cái bảng này cô, là một cái bảng với cái cột đầu tiên. Cột này thầy cô sẽ có phần nội dung câu hỏi nè. Thứ hai là đáp án của câu hỏi là gì nè. Rồi cái phần lời giải. Rồi đáp án ABCD của mình điền vào. Thì đáp án ABCD ở đây nó được biểu thị bằng thứ tự 1, 2, 3, 4. Và đáp án đúng của mình sẽ là con số thứ tự tương ứng hay không. Ví dụ ở đây đáp án E đúng nè, là vị trí số 1, thì em điền số 1 vào chỗ này. Thì cái bảng này cũng đơn giản thôi. Thầy cô chỉ cần tắt cái nội dung cái phần câu hỏi của mình là gì nè, nhập vào đây. Và phần đáp án lựa chọn là gì, nhập vào đây. Rồi đáp án đúng là thứ tự thứ mấy, vị trí này. Vậy là thầy cô cũng có thể tắt cái phần này, thầy cô nhập điện vào cái bảng, thầy cô lưu bảng này lại. Thầy cô trở về hệ thống, thầy cô chọn một cái file thầy cô đã lưu đó, với cái bảng đó thầy cô tải file lên. Đây em có cái file này ha, em tải lên. Rồi em thêm vào. Dạ, thì như vậy em cũng có thể thêm thành công một câu ha, một câu hỏi trắc nghiệm với hình thức nhập từ Excel. Thì em chia sẻ với thầy cô ha, chỗ nhập từ Excel này nó hỗ trợ thầy cô dạng câu trắc nghiệm nha, dạng câu trắc nghiệm ABCD thôi. Còn những loại câu như tự luận á, thì thầy cô mình nhập liệu bằng cách này là tiện nhất, là nhanh nhất nè. Rồi ngoài ra có một cách nhập liệu mà nhanh hơn nữa, thầy cô có thể thêm, nó hỗ trợ thầy cô nhiều dạng câu hỏi hơn, không chỉ riêng về trắc nghiệm. Cách này thì là dạng cách sao chép từ Word. Thầy cô click vào giúp em ha. Cách này thì nó sẽ hơi phức tạp tí xíu, đòi hỏi thầy cô cần phải biết quy tắc của hệ thống và biến đổi một câu hỏi thông thường của mình thành một câu hỏi mà hệ thống nhận diện được. Này, em sẽ download quy tắc về tại đây. Rồi, em mở file này lên ha. Dạ, thì ở quy tắc này nó hỗ trợ thầy cô rất nhiều dạng câu hỏi này thầy cô. Từ câu hỏi lựa chọn một đáp án nè, đến câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án nè, rồi câu đúng sai, câu điền vào chỗ trống, câu tự luận, vạch chân, nói chéo, đọc hiểu. Thì hình thức này thầy cô nó hỗ trợ thầy cô rất nhiều dạng, thầy cô mình cũng có thể lựa chọn những dạng này để sử dụng. Trước khi đến cái phần quy tắc của hệ thống nói gì, thì em sẽ chia sẻ với thầy cô một tí xíu về một cái câu hỏi mà hệ thống sẽ nhận dạng được với cái dạng sao chép từ Word này như thế nào. Dạ, ở đây thầy cô thấy chưa, em có một cái dạng câu hỏi mà hệ thống đã biến đổi nè. Thì cách này á là cách thầy cô cần biến đổi một câu hỏi thông thường của mình thành một câu hỏi mà hệ thống nhận diện được. Và thầy cô sẽ copy cái phần câu hỏi đó, thầy cô dán vào cái chỗ sao chép từ Word. Và việc copy và dán vào thì không phải là copy một câu mà thầy cô hay copy một lúc nhiều câu ha. Rồi, ở đây thầy cô thầy cô thấy nè, nguyên cái đoạn này chính là cái đoạn mà một câu hỏi mà hệ thống sẽ cần mình biến đổi thành dạng tương tự thế này để mình đưa vào cái file Word, cái file chỗ sao chép từ Word. Em sẽ phân tích từng chỗ thầy cô nè. Chỗ này mình có cái phần nội dung câu hỏi nè. Với một câu hỏi thông thường của mình, cái nội dung của mình có thể bắt đầu bằng trước cái nội dung mình sẽ là có câu 1 nè, câu 2, câu 3, câu 4, hay ít nhất là sẽ là thứ tự 1, 2, 3, 4. Còn đây trước cái phần nội dung câu hỏi ở đây là nó sẽ hệ thống cần mình gắn một cái thẻ. Ở đây em sẽ gọi là thẻ bắt đầu ha, thẻ bắt đầu một câu hỏi. Và cái thẻ này nhằm mục đích để cho hệ thống biết được đây là dạng câu hỏi gì và câu hỏi này ở mức độ khó như thế nào. Đây. Và tiếp theo là cái phần đáp án của mình. Đáp án của mình bình thường của mình là ABCD. Thì đáp án ở đây hệ thống cần mình biến đổi thành đô la và thăng trước mỗi đáp án. Thì đô la ở đây có nghĩa là đáp án sai, thăng đây là đáp án đúng nè. Nó sẽ kêu mình biến đổi thành đô la và thăng hết, là đáp án sai và đúng hết. Và dưới cái phần đáp án của mình, nếu mình cần á, thì mình sẽ có thêm một cái thẻ này, là thẻ lời giải.
để chú thích thêm cái phần trả lời nắp là giải tại sao là câu đúng, thì cái phần này thì cô mình có thể điền vào hoặc không ha. Nếu không có thì mình phải xóa phần này đi. À, bước này không không bắt buộc nè. À, thì mình đã có thể bắt đầu rồi, thì kết một câu của mình cũng cần có cái thẻ kết thúc để thống nhận biết được là đã hết một câu. Và thẻ kết thúc ở đây là thẻ em, thế này cô, thẻ này cũng bắt buộc ha, là một thẻ bắt buộc trong hệ thống. Và như vậy á, thì để biến đổi một câu hỏi bình thường của mình thành một câu hỏi mà hệ thống nhận diện được, mình sẽ làm ba bước. Bước đầu tiên là mình gắn một cái thẻ bắt đầu. À, bước thứ hai là biến đổi đáp án thành đô la và thăng, tức là thành sai và đúng. Và cuối cùng mình gắn một cái thẻ kết thúc cho cái phần câu hỏi của mình. Dạ, thì ở đây là cái phần biến đổi. Để, em cùng với thầy cô xem lại cái phần quy tắc của hệ thống nói gì, để thầy cô mình có cái nhìn tổng quan hơn. À, dạ thưa thầy cô, ở đây cái phần quy tắc của nó nè. Đầu tiên nó cho vào là các mức độ nhận của câu. Các mức độ của câu thì gồm có từ nhận biết nè, không hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Nhận biết ở đây là thẻ tương ứng NB nè, không hiểu tương ứng hay không, vận dụng thấp là VDT, vận dụng cao là VDC. À, thì cái này mình có thể thầy có thể dễ dàng nhớ được nè. Đây là những chữ viết tắt của cái phần từ nhận biết, không hiểu thôi. Còn tiếp theo nữa, nó cũng sẽ có quy tắc này, cô cũng sẽ cần chú ý giúp em là dạng câu hỏi, quy tắc về các dạng câu hỏi. À, dạng câu hỏi ở đây thầy cô mình sử dụng cái loại nào thì mình sẽ chú ý giúp em ha. Ví dụ mình có thể sử dụng hay sử dụng nè là chọn câu một đáp án đúng, thì ở đây là thẻ COA. À, thẻ COA ha, mình gom cái nhận biết nè là mức độ câu hỏi nè với COA lại, thì mình tạo lập thành cái thẻ. Thẻ này là một cái thẻ bắt đầu, đây không nhận biết được đây là câu hỏi lựa chọn một đáp án và mức độ khó của câu là mức độ nhận biết. À, tương tự nè con, tương tự mình cũng có câu chọn nhiều đáp án nè là CME nè. À, câu đúng sai nè là TF nè. À, vân vân ha. À, rồi xuống đây thì cô sẽ chú ý giúp em kết thúc mỗi câu là thẻ N. Rồi nếu có lời giải thì mình thêm thẻ LG vào, nếu không thì mình bỏ qua. Rồi, đáp án sai của mình là đô la nè, đáp án đúng của mình là thẻ thăng nè. Dạ, như vậy là mình chỉ cần chú ý giúp em những cái điểm này thì mình có thể là biến đổi một câu hỏi thành công rồi. Dạ thì sau đây em sẽ biến đổi thì cô thử một câu ha. Thì cô đợi em tí nha. Rồi. Ở đây em có một câu, em có cái đề kiểm tra này cô, một đề kiểm tra. Em có câu 1 nè, gen là một đoạn phân tử của phân tử ADN. Thì lúc này em biến đổi một câu để hệ thống nhận diện được, thì em sẽ xóa số câu 1 này đi. Và em thêm một cái thẻ bắt đầu cho câu hỏi này. Thẻ bắt đầu của em ví dụ câu này là câu nhận biết ha. Và đây là loại câu lựa chọn một đáp án là COE nè. Rồi em đóng thẻ lại. Rồi đáp án của em ABCD thì em sẽ xóa luôn. Em biến đổi thành đáp án đô la và thăng là đáp án sai và đúng. Ở đây em sẽ là đáp án sai ha, là đô la. Đáp án sai là đô la. Dạ. Và câu cuối cùng này của em là đáp án đúng nè. Em thêm thẻ thăng ha. À, câu này em sẽ cho thêm một cái phần là lời giải. Lời giải em sẽ gắn vào thẻ là LG nè. Rồi. Em sẽ nhập nội dung lời giải vào. Em sẽ đi ghi giả định ha. Em sẽ nhập giả định phần nội dung lời giải. Dạ. Rồi cuối câu này em sẽ thêm một cái thẻ kết thúc để hệ thống nhận biết. Đây nè, kết thúc một câu. Dạ. Thì như vậy là em sẽ đã hoàn thành 3 bước để em biến đổi một câu hỏi thông thường của mình thành một câu hỏi mà hệ thống nhận diện được. À, việc tiếp theo của em là em chỉ cần copy câu này thôi. Em đưa lên cái phần thiết kế của cái phần sao chép từ Word. À, lúc copy thì cô cũng sẽ chú ý giúp em một điểm nữa. Chỗ copy này thì cô không, mình không dùng chỏ chuột ha. Mà mình sẽ dùng phím tắt giúp em. Là mình dùng Ctrl C nè.
Sau đó mình vào hệ thống, mình chọn Ctrl V. Vậy mình có thể lưu lại hay không? Lưu lại được rồi đó. Mình lưu lại một câu nè. Lúc thầy cô chọn sao chép từ Word này, nó không đơn thuần chỉ một câu thế này ha. Em ví dụ em sao chép từ Word, em có thêm nhiều câu cùng lúc hay này cô? Dạ, cách này nếu thầy cô mình đã làm thuần thục được cái phần biến rõ này rồi, thì em nghĩ cách này sẽ rất là nhanh với thầy cô. Mình nếu mình nhập một số lượng câu hỏi trắc nghiệm vào nhiều, thì thầy cô mình thể dùng cách này, mình chọn thêm thôi. Như vậy nó thể thêm cùng lúc cho mình nè, một lúc 5 câu hỏi thầy cô thấy ha, một lúc 5 câu hỏi rất là nhanh. Dạ, thì cái phần biến đổi câu hỏi này thì cô chỉ cần chú ý giúp em những cái phần em vừa trình bày là quy tắc về mức độ khó của câu và mình sử dụng dạng câu hỏi nào, thì mình sẽ giúp em cái phần quy tắc của dạng câu hỏi đó và biến đổi đáp án đúng thành ABCD của mình thành dạng đúng và sai với gắn thẻ đô la và thăng. Và cuối cùng mình sẽ có một cái phần lời giải và cái thẻ end. Thì cô thấy thấy nè, nếu mình có phần lời giải, hệ thống sẽ tự nhận diện được cái nội dung lời giải nè, nó đưa vào đây giúp em, cô tab lời giải nè. À, còn nếu mình không có thì hệ thống sẽ không có chỗ này thôi, nó cũng không có gì, phần này không quan trọng lắm ha. Dạ, thì đây chính là cái phần ba cách em vừa chia sẻ với thầy cô. Mình sẽ đưa một cái phần câu hỏi của mình vào hệ thống. Cách đầu tiên là dạng thêm câu hỏi nè, cách thứ hai nhập về Excel, cách thứ ba là sao chép từ Word. Thì cách thêm câu hỏi này và cách sao chép từ Word này là hai cách là hỗ trợ thầy cô hầu hết các dạng câu hỏi khác nhau. Còn nhập từ Excel này thì chỉ hỗ trợ thầy cô dạng câu trắc nghiệm ABCD ha. Cách thêm câu hỏi này là cách thầy cô sẽ thêm thủ công bằng cách mình sẽ lựa chọn một cái dạng thiết kế câu hỏi có sẵn của hệ thống. Rồi còn cách sao chép từ Word này là cách thầy cô sẽ dùng một cái quy tắc của hệ thống để biến đổi câu hỏi thông thường của mình thành một câu hỏi mà hệ thống nhận diện được và sao chép copy câu hỏi đó mình dán vào cái phần thiết kế bên trong hệ thống này. Vậy là mình đã xong. Thầy cô sẽ cho điểm giúp em ha. Ví dụ những câu này cô cho điểm giúp em cho cụ thể. Ở đây thì em làm nhanh với thầy cô, em sẽ không cho điểm phần này ha. Em chỉ cần lưu lại thôi. Hoặc là em có thể lưu lại rồi, em có thể cho điểm sau cũng được. Rồi. Em chưa điểm này thì hệ thống sẽ không báo em cái phần cho điểm để em chú ý phần đó thêm. Dạ. Thì sau khi em lưu lại, cái bước này em lưu thành công rồi. Thì cô có thể thấy nó có cho mình một cái chỗ là tạo bộ đề nè. Thì ở hình thức nhập tay này, từ một số lượng câu hỏi mà thầy cô nhập vào, hệ thống sẽ cho phép thầy cô mình tạo ra cái số bộ đề tương ứng với số lượng câu hỏi đó. Ví dụ em có thể tạo ra 10 bộ đề chẳng hạn, thì em chỉ cần ấn nút tạo thôi. Rồi. Thầy ơi, cái chỗ mà thời gian tối thiểu đọc bài á, sao mình không cho thời gian không được thầy? Cái chỗ thời gian tối thiểu đọc bài thầy, thì cái phần này thầy cô mình có thể thao tác thêm á. Tối thiểu đọc bài ví dụ thầy cô mình nếu không có phần ngày á, thì học sinh mình làm đọc bài khi nào cũng được. Ví dụ em có bài kiểm tra 15 phút á, thì ít nhất sau 1 phút á, là học sinh có thể đọc bài rồi. Còn nếu em cấu hình thêm cái phần này, em cấu hình 10 phút chẳng hạn, thì học sinh dù có làm bài xong rồi nhưng mà đến 10 phút sau học sinh mới được bấm đọc bài. Dạ. Cái chỗ này thì thầy cô mình có thể tự cấu hình thêm chỗ này ha. Thường thì em không nói thêm cái phần này. Phần này vì nó không có dấu sao nè, thì chỗ này là do cái phần cấu hình thì của thầy cô thôi. Em chỉ nói những cái phần dấu sao quan trọng nhất. Phần này thầy cô mình thao tác ha, tự thao tác chủ động được phần này. Dạ. Dạ ở đây thầy cô, thì em sẽ đến với hình thức thứ ba thầy cô. Hình thức này nó hơi phức tạp hơn tí xíu, vì đòi hỏi thầy cô mình cần phải tạo lập trước cho mình một ngân hàng câu hỏi. Ở đây em chọn hình thức thứ ba là ma trận nè. Em chọn hình thức ma trận nè. Hình thức này á, thầy cô kéo xuống giúp em thì nó sẽ không có giống như phần kia. Nó không có cái phần nhập đề cho mình. Nó không có cho mình cái phần thêm câu hỏi như thế nào hết. Mà nó có cho mình cái phần mình chọn một cái ngân hàng câu hỏi có sẵn mà mình đã làm rồi. Em ví dụ ha. Thì thầy cô sẽ chọn một ngân hàng câu hỏi. Thì cái bước này thầy cô sẽ cần
vào đây để mình tạo lập cho mình một ngân hàng câu hỏi nè. Em sẽ vào đây ha. Em sẽ vào nói trước cái phần này, vào ngân hàng câu hỏi. Dạ. Thì để mình tạo lập cho mình một cái ngân hàng câu hỏi để sử dụng cho cái việc tạo lập một bài kiểm tra ma trận á, thì thầy cô sẽ vào chỗ em, giúp em chỗ này, mình chọn thêm mới nè, cũng tương tự ha. Dạ, thì em cũng sẽ nhập những cái phần thông tin mà có dấu sao để không bắt buộc yêu cầu nè. Đây. Em chọn khối lớp ha. Em chọn môn học. Dạ, cái phần tab còn lại là chia sẻ cho giáo viên. Thì tab này không bắt buộc thầy cô sẽ chọn ngay lập tức bây giờ. À, nên nó không có dấu sao nè, thầy cô có thể lựa chọn sau đó. Dạ, chỗ chia sẻ cho giáo viên này nó có hai ý nghĩa. Ví dụ em chọn em chia sẻ cho những giáo viên này, thì những giáo viên được em chia sẻ đó, họ có thể nhìn thấy được cái ngân hàng câu hỏi của em và họ có thể sử dụng được ngân hàng câu hỏi này cho việc tạo lập bài kiểm tra của họ. À, còn ý nghĩa thứ hai là những người được chia sẻ này, họ cũng có thể thêm những câu hỏi của mình vào chính ngân hàng câu hỏi đó và thầy cô cũng có thể sử dụng được những câu hỏi đó luôn. À, thì cái ý nghĩa thứ hai này cũng hay giúp thầy cô mình san sẻ được cái công việc ban đầu khi tạo lập ngân hàng câu hỏi, là mình chia công việc ra. À, những giáo viên của mình sẽ cùng nhập liệu chung với nhau cũng được ha. Về lâu về dài thì cái việc này cũng sẽ làm phong phú cho cái phần ngân hàng câu hỏi của mình. Thì cái phần này tạm thời em sẽ không chọn ha. Thầy cô có thể chỉnh sửa và chọn thêm phần này sau. Bây giờ em chỉ cần lưu lại thôi. Dạ, thì khi em lưu lại chỗ này, à, nó sẽ cho em một cái phần để em thêm câu hỏi vào. Ở đây mình chưa có dữ liệu, chưa có câu hỏi gì hết. Mình thêm câu hỏi bằng cách mình cũng chọn. Ở chọn này trên góc bên tay phải nè, mình chọn thêm câu hỏi. À, khi em chọn thêm câu hỏi này thì cô sẽ thấy ha, em có 5 cách để em nhập câu hỏi vào. À, mặc dù 5 cách này nhưng mà đã có khoảng 3 cách là em giới thiệu thầy cô bên chọn chỗ làm bài kiểm tra nhập tay à. Hình thức thứ nhất nè là nhập tay. Là cách cũng giống như cái chỗ nút thêm câu hỏi này cô. Cách nhập tay này giống như nút thêm câu hỏi, là hệ thống sẽ thiết kế sẵn thầy cô những cái dạng câu hỏi, thầy cô lựa chọn và cô nhập liệu vào thôi. Sao chép từ Word này. À, sao chép từ Word này là dạng đầy đủ, là cái dạng mà em vừa trình bày với thầy cô á, là cái quy tắc mình sẽ sử dụng để biến đổi một câu hỏi thông thường thành một câu hỏi mà hệ thống nhận diện được, là cách này ha. Mình cũng sẽ biến đổi và đưa câu hỏi vào đây. Còn nhập từ Word này, thật ra nhập từ Word này nó cũng sử dụng chung quy tắc như sao chép từ Word luôn, nhưng mà thay vì cách mình sao chép mình câu hỏi từ file Word mình đưa vào đây, thì thầy cô có thể tập hợp những câu hỏi trên file Word mà thầy cô đã biến đổi rồi, thầy cô save file Word nó lại và cô đưa cái file Word đó vào hệ thống này. Còn cái thứ ba này, nhập từ Excel nè. Nhập từ Excel thì nó cũng y hệt cái cách mà em trình bày với thầy cô, nhập từ Excel bên kia. Nó cũng có cho thầy cô một cái bảng, một cái biểu mẫu thầy cô tải về. Ở trong biểu mẫu đó nó có cái phần một cái bảng thầy cô nhập liệu câu hỏi là gì, đáp án là gì vào đó. Chỉ có ở đây nó có một cái mới là sao chép từ Word dạng ABCD. Chỉ có cái này mới thầy cô. Ở đây phần này mới nè. Thì em sẽ chia sẻ luôn với thầy cô cách này trước ha. Rồi em sẽ đi với thầy cô từng cách một, thầy cô mình có một cái nhìn tổng quan hơn nữa. Ở đây sao chép từ Word dạng ABCD thì em lít vào. Em tải về ha, em tải cái phần quy tắc này về để em xem. Dạ. Rồi em mở file này lên. À, vậy thầy cô thì ở đây thầy cô đã thấy mình có một cái phần cấu trúc cho dạng câu hỏi ABCD này. Thì trước khi đến cái phần này, em chia sẻ với thầy cô cái cách sao chép từ Word dạng ABCD này, nó cũng chỉ hỗ trợ thầy cô làm những câu trắc nghiệm ABCD thôi. Thì ví dụ thầy cô nào mình nhập liệu câu hỏi, nhập đề vào với hình thức câu hỏi là trắc nghiệm ABCD, thì thầy cô mình sử dụng hình thức này là em cảm thấy nhanh nhất ha, tiện nhất. Nó cũng yêu cầu thầy cô biến đổi ha, biến đổi câu hỏi của mình thành một câu hỏi mà hệ thống nhận diện được, nhưng mà ở bên đây nó đơn giản hơn. Đây, em có ví dụ em có một cái phần tiêu đề câu hỏi nè, thì mình chỉ cần ghé một cái độ khó trước cái tiêu đề câu hỏi. Độ khó ở đây cũng sẽ là cái thẻ tương tự như bên kia, là cũng là thẻ từ nhận biết nè, không hiểu, vận dụng thấp đến vận dụng cao. Và đáp án của mình, đáp án ABCD của mình thì mình vẫn giữ nguyên là A nè, B, C và D. Đáp án đúng á, thì mình chỉ cần nhập chân thôi. À, là mình sẽ xong phần đáp án với cái phần tiêu đề. Và thầy cô chú ý giúp em chỗ này ha. Đáp án đúng của mình gạch chân, nhưng mà mình phải cần gạch chân qua dấu chấm này thế này cô, gạch chân đến dấu chấm này luôn ha. À, cô chú ý giúp em nha, gạch chân đến dấu chấm luôn. Rồi những phần còn lại thì tương tự, mình thẻ lời giải nè,
thầy cô có thì cô điền vào, không có thì mình có thể xóa đi. Thẻ kết thúc thì thầy cô mình có thể bắt buộc phải thêm á, mình phải thêm thẻ kết thúc này ở đây. Dạ, một câu hỏi của em chỉ cần như thế này là đủ ha. Em sẽ copy câu này. À, hoặc là em sẽ sử dụng một câu mới thầy cô. Em sử dụng một câu mới luôn để thầy cô mình nhìn chung với em. Dạ, một câu hỏi thế này. Thì em sẽ biến đổi với cách này, cách là sao chép từ Word dạng ABCD. Em chỉ cần gắn một cái thẻ. Rồi. Em ví dụ đây là câu hỏi thông hiểu ha. Em gắn thẻ thông hiểu vào trước câu nè. Đáp án của em ABCD em giữ nguyên. Em chỉ cần gạch chân đáp án đúng. Đây, đáp án đúng của em là đáp án C nè. Em chỉ cần gạch chân đáp án này. Và cuối câu của em sẽ thêm một cái thẻ kết thúc nè. Dạ, như vậy là em đã hoàn thành được cái bước này. Rồi, em sẽ copy cái câu này ha. Em đưa vào hệ thống nè. Rồi, thì thầy cô chú giúp em khi mình chọn cách mình nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi á, thì những cái bước nhập liệu này thầy cô luôn chọn chủ đề ha. Luôn chọn cho chủ đề một câu hỏi này hoặc một nhóm câu hỏi thầy cô nhập liệu vào. À, vì cái phần chọn chủ đề câu hỏi và cái phần mức độ khó câu hỏi rất là quan trọng thầy cô, rất quan trọng để thầy cô mình tạo lập ra một cái ngân hàng câu hỏi và thầy cô sử dụng nó cho việc tạo lập ma trận câu hỏi, ma trận bài kiểm tra của mình thuận tiện hơn. Dạ, thì lúc em thêm câu hỏi bằng cách này thì em có thể thêm một câu hoặc nhiều câu như bên kia luôn. Em có thể thêm một lúc nhiều câu ha. Và em lưu lại nè. Dạ, thì như vậy em cũng thêm thành công. Thầy cô có thể nhớ giúp em hồi nãy là em chọn câu hỏi của mình là câu hỏi dạng thông hiểu. Thì em sẽ vào cái bút này xem, chỉnh sửa xem hệ thống có nhận diện đúng câu hỏi của em không. Dạ đây, độ khó câu này cô. Độ khó là thông hiểu nè. Thì mình gắn cái thẻ như vậy, hệ thống nó nhận diện được cho mình nè. Rồi, còn cách nhập tay, em sẽ đi lại với thầy cô từng cách này để thầy cô mình nhìn lại ha. Cách nhập tay này, em chọn nhập tay nè. Thì cách này hệ thống cũng sẽ cho em những cái dạng câu hỏi nè. Thay vì bên kia nó cho mình một danh sách thì bên đây nó cho mình một cái bảng với những cái hình hiển thị có sẵn nè, thì cô mình dễ nhìn hơn ha. Thì cô chỉ cần lựa chọn một dạng câu hỏi phù hợp để mình liệu cái phần tiêu đề câu hỏi là gì, nội dung đáp án là gì vào đây. Mà nó cũng sẽ có cho mình cái phần chọn chủ đề nè và độ khó của câu. Ở bên kia nó có nhiều dạng câu hỏi mà nó không có cho mình được một cái file hướng dẫn, thì bên đây nó lại có thêm cho mình một cái file hướng dẫn. Thì những dạng câu hỏi nào thầy cô mong muốn sử dụng, nhưng mà thầy cô cái phần thiết kế này nó làm khó, cái khó khăn cho thầy cô chưa nắm được mình nhập liệu cái gì vào đây, thì thầy cô có thể xem giúp em một cái file hướng dẫn tải về ở đây, mình xem trực tiếp chỗ này. Hoặc là tí nữa em sẽ gửi thầy cô một cái file ha, một cái file về các dạng câu hỏi của hệ thống, nó cũng sẽ trình bày hết với thầy cô các dạng này, thì cô sẽ xem thêm giúp em cái đó ha. Mình sử dụng loại nào mình không nắm rõ thì mình trực tiếp vào đó mình xem. Rồi, dạng tiếp theo, dạng sao chép từ Word này thì cũng tương tự thôi thầy cô. Dạng sao chép từ Word này thì cô cũng sẽ biến đổi câu hỏi, thì cô đưa nội dung câu hỏi vào đây và thầy cô cũng sẽ chọn một cái chủ đề. Ở cái bước này bên đây bất kỳ cách nào thì cô cũng cần phải chọn chủ đề cho câu. Dạ, thầy cô chỉ cần đưa câu hỏi vào đây là xong, mình lưu lại. Em ví dụ em có một câu này ha, em sẽ biến đổi nè. Câu này vận dụng cao đi ha, vận dụng cao COE, lựa chọn một đáp án nè. Đúng sai của em biến đổi thành thăng và đô la. Câu này cũng đúng nè. Câu sai. Câu sai. Rồi, vậy em lưu lại ha. Dạ, vậy là em cũng lưu thành công một cái câu hỏi với hình thức này. Còn hình thức nhập từ Word này em cũng mới trình bày với thầy cô. Cách này á, nó cũng dùng quy tắc giống cách kia, nhưng mà mình sẽ tập hợp một cái file Word với những câu hỏi của mình đưa lên đây. Thì cách này nếu thầy cô nào mình sử dụng dạng công thức toán học nhiều, hình ảnh nhiều, thì thầy cô mình sử dụng cách này là nhanh nhất ha và tiện nhất. Cách sao chép từ Word thì vẫn được hết thầy cô, vẫn được thôi, nhưng mà cách này là nhanh nhất ha. Em ví dụ em có một file chẳng hạn ha.
Đây em có file này thầy cô. Em có một file Word nè với một cái phần câu hỏi của em. Tiêu đề câu hỏi nè, em cũng đã biến đổi thành các, em đã biến đổi xong cái câu này rồi. Ở đây có công thức toán học nè, có hình ảnh nè. À câu này có cả lời giải thầy cô. Vì cái câu này em chỉ cần em save file thôi. Em đã biến đổi rồi, em đưa nó vào một cái file Word. À, thầy cô mình có thể sử dụng khi save file này thầy cô mình có thể sử dụng là save file doc ha. À, save file doc để mình có cái phần công thức hiển thị nó tốt hơn. Rồi. Em chỉ cần vào lại cái phần hệ thống của mình, em tìm cái file em vừa save lại đó, em vừa lưu lại đó. Em gửi lên hệ thống bằng cách em chọn file download nè, em click vào chỗ này, chọn file download. Rồi em tìm cái file vừa rồi của em, file này. Em mở lên. Và em lưu lại. Dạ, thì như vậy em cũng thêm thành công được một câu, hệ thống cũng nhận diện cho em câu vừa rồi. Đây, câu vừa rồi em thêm lên này cô. Có công thức toán học, có hình ảnh nè. À, đây, em chỉnh vào chỉnh sửa em xem ha. Thì nó có cho em cả phần lời giải nè. Và chỉnh sửa em xem được cái phần lời giải nè. Nó tách riêng cho em hết. Hệ thống hoàn toàn nhận diện được những cái phần, những cái thẻ mà mình gán. Nếu thẻ nó đúng ha. Rồi, em lưu lại. Dạ. Còn cách cuối cùng thì chắc em sẽ khỏi phải demo với thầy cô ha. Cách cuối cùng thì đơn giản rồi. Thầy cô chỉ cần có cái bảng. À, thầy cô nhập liệu vào theo cái bảng đó yêu cầu, thầy cô tải file lên là được ha. À, như vậy mình sẽ có 5 cách. 5 cách này để mình nhập liệu câu hỏi vào. À, có cách nhập tay nè, sao chép từ Word dạng đầy đủ nè và nhập từ Word nè. Thì ba cách này nó sẽ giúp thầy cô mình thêm câu hỏi với nhiều dạng khác nhau, nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Còn dạng sao chép từ Word ABCD và nhập từ Excel này, hai cách này nó chỉ hỗ trợ thầy cô thêm câu hỏi một cách từ những câu hỏi trắc nghiệm ABCD thôi, không có những dạng phong phú như ba dạng này ha. Thầy cô nào mà sử dụng phong phú các dạng á, thì mình sẽ sử dụng nhập tay hoặc sao chép từ Word cái này đủ, hoặc nhập từ Word. Còn mình sử dụng dạng trắc nghiệm thuần thôi thì mình chọn cách này, cách sao chép từ Word dạng ABCD nè và cách nhập từ Excel. Riêng với thầy cô nào mình sử dụng có nhiều công thức toán học hình ảnh, ví dụ như là môn địa lý có biểu đồ này nè, môn vật lý cũng có hình ảnh thí nghiệm nè, tương tự môn hóa cũng vậy, môn toán thì có nhiều hình ảnh về công thức, thì mình sử dụng nhập từ Word này là tiện nhất ha. À, em chỉ nói riêng trong cái phần ngân hàng câu hỏi này cô, chỉ nói riêng trong phần ngân hàng câu hỏi này thôi. Còn với những cái cách nhập liệu trong bài kiểm tra kia thì thầy cô mình phải tùy biến ha, sao cho nó phù hợp. Dạ, thì ở đây em đã giới thiệu với thầy cô về mình cách mình sẽ nhập liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi rồi. Tiếp theo em sẽ đi với thầy cô về cách mình sẽ tạo lập ra một cái ma trận bài kiểm tra dựa vào một ngân hàng câu hỏi có sẵn mà mình đã tạo lập. Em vào lại bài kiểm tra ha. Rồi, em chọn thêm mới. Rồi. Em đặt tên trước nè. Ở đây em sẽ chọn khối lớp. Em chọn khối lớp làm sao cho phù hợp với những cái ngân hàng câu hỏi em đã chọn ha, thì nó mới xuất hiện đúng cho em. Rồi ở đây em sẽ tiếp tục cái bước quan trọng đầu tiên nè, là mình sẽ chọn cho mình một ngân hàng câu hỏi phù hợp. Em sẽ chọn một ngân hàng câu hỏi này ha. Thì sau cái bước thầy cô chọn ngân hàng câu hỏi, thầy cô sẽ xem giúp em có nút chi tiết nè, thầy cô mở giúp em cái bảng chi tiết này. Dạ, thì tại cái bảng chi tiết này thầy cô có thể thấy nè ha. Khi thầy cô tạo lập cho mình một cái ngân hàng câu hỏi đúng rồi, thầy cô đã gán những chủ đề với những câu hỏi nào, mức độ khó ra sao, thì cái bảng này nó hiển thị hết cho thầy cô. Thầy cô sẽ nhìn vào bảng này ha. Em ví dụ một cái đọc cái đầu tiên nè, em có một cái chủ đề hóa học và phát triển nè, vấn đề hóa học và cái vấn đề phát triển nè. Thì tại chủ đề này hệ thống thống kê cho em có bao nhiêu câu, mức độ khó nhận biết nè, là trắc nghiệm hay tự luận nè, tương tự ha, có bao nhiêu câu không hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao, có đầy đủ cho mình phần này. Thì nhờ vào cái bảng này, thầy cô mình sẽ nhờ vào bảng này để mình biết mình lấy ra những câu hỏi thuộc chủ đề nào, mức độ khó như thế nào để mình tạo lập cho cái phần ma trận mà kiểm tra. Đây, thầy cô xuống bước tiếp theo nè. Thầy cô mình bắt đầu tạo lập cái ma trận bài kiểm tra bằng cách thêm lựa chọn ha.
Thì tại một lần khi lựa chọn, em sẽ chọn được một chủ đề. Và tại một chủ đề này em có thể lấy ra bao nhiêu câu theo cái bảng này của em. Và số câu đó là câu trắc nghiệm hay tự luận nè. Mức độ khó như thế nào em cũng lựa chọn luôn. À, rồi em sẽ ví dụ thêm một lựa chọn thứ hai. Em ví dụ em sẽ lấy ra một câu chủ đề này đi ha, chủ đề Teddy Beat nè. Ở đây em có 3 câu không hiểu thì em sẽ lấy ra 3 câu không hiểu luôn, hoặc là em lấy ra 2 câu từ 3 câu cũng được ha. Teddy Beat nè. Em lấy ra 3 câu không hiểu luôn. Đây, các trắc nghiệm ha, mức độ nhận biết là không hiểu nè. Rồi, em có thể tại chủ đề Teddy Beat này em có 3 câu vận dụng thấp nè. Trắc nghiệm nè, vận dụng thấp. Rồi tiếp theo, em sẽ lấy luôn một cái độ khó cuối cùng là độ khó vận dụng cao. Thì đây em có 2 câu vận dụng cao với chủ đề Telebit, em cũng sẽ lấy ra hết 2 câu luôn. Rồi. Vận dụng cao. Dạ, thì như vậy là em đã lấy ra được 9 câu rồi cô. Em lấy là 9 câu hỏi nè. Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao và trắc nghiệm hoàn toàn. Thì ở đây cái đề của em có thể thêm được một câu tự luận cũng được ha, hoặc là phải trắc nghiệm hoàn toàn. Thì ở đây em sẽ kết hợp luôn một câu tự luận. Thì chỉ cần xem ở cái phần chi tiết này của em có được câu tự luận chỗ nào nè. À, em có được một câu tự luận nè. Mức độ nhận biết. Chủ đề là kim loại kiềm, kiềm thổ. Kim loại kiềm, kiềm thổ nè, em chọn một câu. Loại câu là câu tự luận nè. Rồi, như vậy là em đã tạo lập với thầy cô một cái đề gồm 10 câu ha. Thì bước tiếp theo của em là em sẽ cho điểm từng lựa chọn này để phù hợp số điểm của mình. Em đặt giả dụ là em có 10 câu hỏi và có 10 điểm, em chia đều ra mỗi câu một điểm cho nó tiện ha. Rồi, em sẽ nhập liệu vào đây. Lựa chọn thứ nhất của em một câu nè, thì em sẽ tương ứng một điểm. Lựa chọn thứ hai của em 3 câu, tương ứng là 3 điểm nè. Ở đây cũng vậy ha, đây cô, 3 điểm nè. 2 điểm nè. 1 điểm. Rồi, em chỉ cần em lưu lại thôi. Dạ. Yeah. Em này em chọn sai chủ đề ha này cô, em chọn lại ha. Rồi. Rồi em lưu lại. Dạ, yeah. Thì sau khi em lưu lại, đây là bước cuối cùng của em cần làm. Là em sẽ tạo bộ đề dựa vào cái phần câu hỏi mình lựa chọn nè. Thì lúc này thì cô mình có thể tạo bộ đề theo cái số lượng mà câu hỏi mình có sẵn ha, cho nó phù hợp. Ví dụ đây em tạo ra 10 bộ đề hoặc là 15 bộ đề cũng được nè. Chỉ cần bấm nút tạo thôi. Dạ, thì cũng tương tự như bước vừa rồi thầy cô. Khi thầy cô tạo đề xong, hệ thống nó vẫn chưa xuất hiện đầy đủ mã đề cho thầy cô. Thầy cô có thể tạo thêm một lần nữa giúp em, hoặc là mình bấm lưu lại một lần nữa ha. Và để hệ thống nó lót dữ liệu cho mình. Được rồi, khi em lưu thêm một lần nữa, hệ thống nó lót em đầy đủ nè. Từ mã đề số 1 đến đề số 15 nè. Với cái mã đề thi, hệ thống tự động đánh cho mình. À, thầy cô mình cũng có thể vào đây ha, click vào từng cái số đề mẫu nè. Để thầy cô kiểm tra xem cái đề của mình nó có đúng sai chỗ nào không. Mình có những cái sửa đổi phù hợp trước khi mà đưa đến học sinh. Tại em ví dụ em có cái đề nè. Có câu hỏi và câu đáp án luôn ha. Dạ, yeah. Thì đó là chính là ba cách thầy cô, ba cách em giới thiệu với thầy cô để thầy cô làm một cái đề kiểm tra trên K12. Cách thứ nhất là thầy cô sẽ sử dụng cách PDF nè, là đơn giản nhất, hoặc là dùng dạng nhập tay. Rồi cái cách mà phức tạp nhất là ma trận. Thì ở phần ma trận này, em xin nhắc lại với thầy cô, nó sẽ có những bước làm như sau. Bước đầu tiên á, thầy cô phải có sẵn, trước cái bước đầu tiên của mình á, thầy cô phải có sẵn cho mình một ngân hàng câu hỏi. Rồi sau đó mình sẽ vào cái bước mình lựa chọn ngân hàng câu hỏi phù hợp nè. Sau khi lựa chọn ngân hàng câu hỏi phù hợp rồi, thầy cô click vào cái bảng chi tiết để xem được trong cái ngân hàng của mình gồm những chủ đề nào và những loại câu như thế nào. À,
để có được bước đó xong, thầy cô sẽ bắt đầu mình thêm những lựa chọn để tạo lập cho mình một cái mang trận bài kiểm tra. Xong xong cái việc thêm lựa chọn, thầy cô sẽ cho điểm từng lựa chọn của mình cho phù hợp ha. Và sau đó thầy cô lưu lại và tạo đề. Như vậy mình sẽ thành công một cái bước mình tạo lập bài kiểm tra từ hình thức mang trận này. Dạ, ở đây mình sẽ có ba cách thầy cô. Ba cách thầy cô lưu giúp em có ba cách, hai cách mang trận và nhập file này là hai cách giúp thầy cô tạo lập một bài kiểm tra gần như hoàn chỉnh nhất với đầy đủ các dạng câu và có cho thầy cô mình xáo trộn đề một cách ngẫu nhiên. Riêng mang trận này thì nó sẽ giúp thầy cô mình chọn lọc những câu hỏi thuộc những chủ đề nào ra luôn. Nó gắn chủ đề cụ thể thầy cô và có cái phần mức độ khó của câu là như thế nào nữa, thì cái phần mang trận này nó hiệu quả hơn tí xíu, nhưng mà nó đòi hỏi thầy cô phức tạp hơn một chút ở chỗ thầy cô phải tạo lập cho mình một ngân hàng câu hỏi và gán những câu hỏi đó ở thuộc chủ đề độ khó ra sao ở đây tại chỗ này. Dạ, thì đó chính là ba cách mà mình sẽ thêm câu hỏi vào để mình tạo lập một bài kiểm tra trên Gai 12 Online. Trước khi đến cái phần thầy cô mình sẽ quản lý cái bài kiểm tra ra sao, thì chắc em xin chia sẻ với thầy cô một chút xíu về cái việc học sinh mình sẽ xem và làm bài kiểm tra trên Gai 12 như thế nào, làm về hình thức trắc nghiệm nè, làm về tự luận nè, và làm cả trên máy tính và điện thoại. Thì cô, cái bước này thầy cô sẽ xem với em ha, một cái đoạn clip ngắn để mình xem được cách học sinh mình vào và kiểm tra như thế nào. Dạ, cái clip này hơi nhỏ thì cô sẽ nghe giúp em ha. Cho học sinh cách mình để mình đăng nhập mình làm bài, thì sau khi giáo viên đã tạo một cái bài kiểm tra, giáo viên đã tạo bài kiểm tra một tiết tập trung sẽ vào cái này môn toán, thì học sinh sẽ đăng nhập bằng tài khoản của học sinh. Tài học sinh vào đây mình sẽ thấy vào cái bài kiểm tra. Rồi ở đây thì thời gian nó diễn ra thì nó sẽ có cái lúc làm bài, còn chưa diễn ra thì đây trạng thái là chưa diễn ra, mình chưa có làm bài được. Làm bài do giáo viên đặt mật khẩu nên ở đây học sinh phải nhập mật khẩu thì mới làm bài được. Thì khi đến giờ bắt đầu thì giáo viên sẽ cung cấp mật khẩu cho học sinh để học sinh sẽ đăng nhập. Ở đây mật khẩu là 123 để làm bài. Rồi, đây sẽ có cái cảnh báo ha. Yêu cầu là học sinh phải đọc cái cảnh báo này. Làm sẽ bắt đầu khi thí sinh nhấn đồng ý. Nếu rời khỏi màn hình thì sẽ bị vi phạm. Ví dụ mình đang mở trình này, trình duyệt này, mình mở sang trình khác thì mình sẽ bị vi phạm. Thời gian làm bài sẽ đếm ngược khi hết giờ. Bài thi sẽ kết thúc khi đóng đây con đẩy năm cái lùi đồng ý. Rồi thì ở đây cái bài này đã hiểu. Rồi, bài này thì màn hình nó sẽ mở to như thế này. Đấy, thì cái câu hỏi đầu tiên là cái câu hỏi tự luận. Câu hỏi này câu hỏi trắc nghiệm thì mình sẽ chọn đáp án đúng. Câu thứ hai là câu hỏi tự luận, đây mình sẽ gõ cái câu hỏi đáp án. Gõ phần làm bài. Thì ví dụ như bây giờ cái màn hình này, học viên nó sẽ mở một cái màn hình khác, tab khác lên, rồi mở trở lại cái đó thì nó sẽ cảnh báo lần thứ nhất. Tiếp tục sinh này cũng mở tiếp nữa, cảnh báo lần thứ hai,
Nếu 3 lần như vậy thì hệ thống tự động nó sẽ thu bài. Không. 3 lần như vậy tự động hệ thống nó thu bài. Và ở đây nó sẽ có cái thời gian cảnh báo lần thứ nhất lúc mấy giờ mấy phút. Điểm ở đây nó sẽ cho điểm mà không điểm. Không điểm. Thì rồi, đây thì có cái phần phúc khảo, xem đáp án hoặc xem lời giải. Nó có thống kê cái thời gian học sinh có thể làm bài lại. Làm bài lại thì do giáo viên đã tạo một lượt làm bài nên là học sinh này sẽ không làm bài được nữa. Trường hợp thứ hai thì học sinh sẽ làm bài trên cái app trên điện thoại, thì học sinh sẽ đăng nhập trên điện thoại, thì sẽ vào cái phần làm bài kiểm tra đầu. Rồi thì ở đây học sinh sẽ làm bài. Rồi đến cái phần thứ hai là cái phần này là cái phần trên điện thoại thì nó cho mình với cái hình thức là mình sẽ viết cái bài làm trên tờ giấy. Ví dụ đối với câu hỏi tự luận câu số 2 thì thay vì câu số 2 ở đây mình sẽ gõ, học sinh sẽ gõ, sẽ gõ chữ, gõ đáp án, gõ làm bài, gõ bài làm. Học sinh cũng có thể là ghi chữ ở đây, ghi vô tờ giấy. Rồi sau đó là học sinh sẽ chụp cái màn hình. Thì cách chụp á, thầy cô sẽ bấm xong này trước đi. Xong ha. Thì ở đây thầy cô sẽ thấy cái nút thêm ảnh nè, sẽ nhấp vô cái nút thêm ảnh. Rồi mình chụp cái bài kết quả bài làm. Chụp kết quả bài làm của mình. Rồi mình sẽ bấm nộp bài. Ở đây cô sẽ thấy là kết quả bài làm. Ở trên đây là cái chữ mà thầy cô học sinh nó gõ. Rồi vừa gõ chữ mà vừa viết tờ giấy vừa chụp hình, nhấn nộp bài. Rồi thì nộp bài. Được chưa? Đây là cái phần hướng dẫn học sinh làm bài trên máy tính và trên điện thoại. Dạ thưa thầy cô, thì cái đoạn clip này chắc có lẽ thầy cô em cũng thấy comment thầy cô là báo xem hơi mờ. Dạ thì em sẽ gửi cái phần đoạn clip này với thầy cô tại những cái slide mà chúng ta đã... thầy cô mình phải xem lại. Em tạm thời em gửi trước ở bên link chat này, rồi sau cái phần buổi họp ngày hôm nay em sẽ gửi chúng ta thêm cái phần tài liệu đến trường. Cho chị hỏi cái thầy Kiệt này. Dạ cho chị hỏi cái thầy Kiệt. Bây giờ này đối với môn toán á, thì học sinh nó khi mà nó làm bài ở trên cái điện thoại á thì có những cái việc mà nó không có làm được, không có bấm thẳng lên cái điện thoại được. Ví dụ như là dấu căn, dấu phân số, bình phương ha, rồi đối với hình học thì vẽ hình vân vân thì em nó sẽ không làm được trên điện thoại, thì nó sẽ làm trên giấy để nó chụp nó gửi, đúng không? Đúng rồi. Còn trên máy tính thì em nó sẽ chụp như thế nào? Nếu mà em nó làm kiểm tra trên laptop thì khi chị gửi đề lên á thì em nó làm trên giấy thì laptop làm sao mà chụp cái bài làm của em để gửi lên được? Dạ thì cô cũng biết laptop của mình mặc dù có camera nhưng camera nó không thể nào đảm bảo được việc chụp hình. Thì cái việc học sinh mình muốn sử dụng hình thức chụp hình đó thì chắc chắn phải có một thiết bị là để chụp hình cái hình gửi lên laptop này. Và gửi laptop xong thì học sinh chỉ cần tìm cái hình đó mình dán vào thôi. Vậy là song song với laptop là em nó phải vừa sử dụng điện thoại vừa sử dụng laptop. Thì học sinh phải có một thiết bị để chụp hình gửi lên cơ. Còn laptop của mình thì không đảm bảo được việc học sinh chụp hình này. Vậy rồi làm sao nó phải nộp bài, làm sao nó nộp bài được mà trong vòng kiểm tra 15 phút mà với những cái thao tác đó mà mở qua mở lại thì nó sẽ bị cảnh báo. Dạ đúng rồi cô. Nếu chắc chắn học sinh sử dụng laptop mà học sinh thoát ra khỏi màn hình thì sẽ bị cảnh báo một lần việc mình thoát khỏi màn hình để mình lấy hình đó. Vậy thì cái phương án nào cho những học sinh mà sử dụng laptop? Phương án nộp bài thì nếu học sinh mình sử dụng laptop á cô, mình nộp bài á thì học sinh phải cũng như cách vừa rồi em nói nha, nhưng mà nếu hình thức mà học sinh bị quá nhiều lần nộp bài á, em xin lỗi, quá nhiều lần bị cảnh báo á, mà hệ thống tự nộp bài cho học sinh á, thì thầy cô mình có thể giúp học sinh bằng cách mình vào chi tiết và kiểm tra nè. Ở đây em vào chi tiết và kiểm tra ha. Thì ở chỗ này
em sẽ có một cái mục là bảng điểm. Dạ, thì tại mục này á, em có nút thêm lượt, thầy cô thấy ha, có nút thêm lượt nè. Thì ví dụ học sinh mình bị cảnh báo 3 lần thì mình có thể dùng nút thêm lượt này để mình thêm lượt cho học sinh được tiếp tục làm bài, là tiếp tục làm bài trong cái bài làm của học sinh. Dạ, thì mình có thể xử lý bằng cái tình huống này cô. Còn việc học sinh mình nộp bài trên hệ thống K12 với nào khi sử dụng laptop mà sử dụng chụp thì chắc chắn em chỉ nghĩ có cách đó thôi. Một là thầy cô mình cho học sinh nộp bài trực tiếp trên K12 rồi bằng cách là học sinh dùng một thiết bị đó, mình chụp hình rồi mình gửi lên laptop của mình rồi mình chèn cái hình đó vào. Thì như vậy thì ít nhất học sinh sẽ bị cảnh báo 2 lần. Mà bài kiểm tra của học của giáo viên mình á, cho học sinh làm mặc định là hệ thống cho mình 3 lần ha. Em đặt trường hợp chỉ 3 lần thôi, học sinh đã bị 2 lần cảnh báo rồi. Nếu xui hơn nữa, học sinh một lần nào đó bị rớt mạng chẳng hạn, không phải em nói lý do khách quan ha, bị rớt mạng chẳng hạn, là học sinh sẽ bị mất 3 lần, thì học sinh sẽ phải nộp bài. Cách này sẽ giúp học sinh thêm lượt nè. Còn giáo viên mình có thể, nếu học sinh mình cô nắm được tình hình lớp mình học số lượng học sinh sử dụng laptop nhiều hơn cái sử dụng điện thoại mà để làm bài kiểm tra, thì cô cũng có thể thêm được cái số lần cảnh báo trong cái mục bài kiểm tra của mình ha. Như em chia sẻ ban đầu này cô, trong bài kiểm tra của mình thì cô tạo lập ra, thì cô thêm mới nè, ở cấu hình nâng cao thì nó có cho chỗ này số lần tối đa cảnh báo nộp bài. Thì cái số lượng này nè, thầy cô mình cũng có thể chủ động được ha. Hệ thống mặc định là 3, nhưng mà thầy cô có thể thay đổi được. Cái con số này thầy cô mình tự nhập liệu qua đó ha. Mặc định của hệ thống sẽ là 3. Dạ em xin hết ạ. Alo thầy ơi, thầy cho phát biểu chút xíu thầy. Dạ em nghe. Trả lời cô khi nãy hỏi đó, về vấn đề mà đang sử dụng laptop mà bây giờ muốn chụp ảnh lại màn hình để mà gửi bài á, thì tôi thấy tôi làm được như thế này, tức là mình có cái phím chụp màn hình của laptop đó là phím screen, bấm cái phím này nó sẽ chụp cái màn hình lại, nó lưu vào cái bộ lưu trữ, rồi sau đó là chúng ta chỉ cần việc bát vô cái chỗ vị trí chúng ta cần dán cái hình đó vô thôi. Đó, tôi chia sẻ như vậy. Rồi, cảm ơn thầy. Dạ, dạ, chụp cái này là chụp cái bài viết trên giấy của nó thầy ơi. Bản không phải là chụp màn hình. Dạ, nó làm trên giấy, tại vì toán mình không có đánh trên máy được thầy. Rồi. Dạ, chụp hình trên rồi. Cái trang giấy nó làm bài thầy. Nó hơi khó ở cái chỗ mà các em nó sử dụng laptop. Rồi, cảm ơn thầy Kiệt. Thầy cho hỏi thăm chút xíu thầy. Cho em hỏi chút xíu thầy Kiệt ơi. Dạ. Có nghĩa là khi mà học trò làm bài á. Dạ, khi mà học trò làm bài trên K12 thời gian nó hết rồi mà các em chưa có thuần thục cái thao tác đưa bài lên á, cho nên khi đó nó nộp bài lên nó thành nộp bài trống nếu hết giờ. Như vậy có cái cách nào mà cho các em nó nộp lại không? Dạ có cô. Ở đây em có một chỗ cũng trong chi tiết là kiểm tra cô. Ở đây ha, em vào thành biểu đồ thống kê nè, chi tiết của bài kiểm tra. Thì chỗ này ở chỗ danh sách học sinh nè cô. Mình vào tab đầu tiên là chỗ danh sách học sinh nè ha. Mình có một cái nút là tiện ích nè, nút tiện ích. Thì chỗ này mình có chỗ cho phép làm bài khi hết giờ. Thì những học sinh nào mình chưa nộp bài kịp thì cô cũng thể cho phép thêm cái mục này để học sinh được tiếp tục làm bài khi hết giờ, là mình sẽ nộp bài lại được một lần nữa cô. Nhưng mà cái chỗ làm bài, cho phép làm bài khi hết giờ này, hiện tại nó chỉ áp dụng cho bài kiểm tra phân tán này cô. Chỉ áp dụng cho bài kiểm tra phân tán thôi. Bài kiểm tra tập trung thì bên em còn đang chích lỗi lại. Thì chắc một vài ngày tới mình sẽ sử dụng được toàn bộ ha. Còn hiện tại thì mình chỉ sử dụng cho bài kiểm tra phân tán nha. Rồi mình chỉ cần lưu lại là được. Rồi tập trung nữa là mai mốt mình sẽ cho học trò làm lại được phải không? Tại vì nó nộp bài, nó làm rồi, nó nằm trên giấy rồi. Nhưng mà cái thao tác, nhất là lớp 6 á, nó chưa có thuần thục thao tác. Nên nó không có biết đường nó đưa lên. Thì các em nộp cũng được. Nhưng mà bài thì làm đúng, nhưng mà nộp lên thì là không điểm. Thầy cho hỏi thăm xíu á thầy, bài kiểm tra và thí dụ bộ môn ngữ văn thì vừa có trắc nghiệm vừa có tự luận á, vậy là thí dụ như nó có chấm cho mình trắc nghiệm rồi mình giáo viên chấm phần tự luận không, bởi vì đáp án ngữ văn thì nó có thể nhiều tình huống, nó không có thể như là toán với là lý này. Dạ đúng rồi cô, bài bên bài mình ngữ văn á, em xin lỗi, một bài hình thức nào chung cũng vậy ha, vừa có trắc nghiệm vừa có tự luận đi, thì trắc nghiệm chắc chắn là hệ thống sẽ tự chấm cho mình hết, còn tự luận sẽ đưa về cho giáo viên mình chấm. Đây em ví dụ với cô một bài thế này ha.
Nay em có một bài kiểm tra. À, em xin lỗi, không phải bài này. Để em kiếm lại ha cô. Để em tí. Em kéo cái phần màu đen, mình có phải màn hình lên để giáo viên tiện theo dõi chị ơi. Dạ. Ở đây em có bài kiểm tra này ha cô. Bài kiểm tra nè, 26 tháng 9 nè. Em có phần bài thi. Thì thầy cô mình sẽ nước chấm điểm tự luận á, thì mình sẽ vào phần bài thi này giúp em ha, vào tab bài thi này để mình tìm cái phần bài làm của học sinh nè. Mình mở lên nè. Dạ, thì ở đây em có vừa có phần trắc nghiệm vừa có tự luận này con. Đây là câu tự luận nè. Học cái học sinh chụp hình gửi lên, thì lúc học sinh chụp hình gửi lên á thì mình có nhiều trang thì mình chụp nhiều lần ha. Một lần mình chụp được một hình. Rồi ở đây em có câu trắc nghiệm nè. Câu trắc nghiệm ở đây thì hệ thống sẽ tự chấm điểm cho em này. Có phần tự luận này em phải cho điểm. Cho điểm em sẽ có cái khung cho điểm dưới cái phần câu trả lời của học sinh ở từng câu. Dạ. Khi cho điểm xong á thì thầy cô bấm nút cho điểm cái này ha. Hệ thống sẽ phần nó cho điểm mình cập nhật phía trên. À phía bên trên góc này. Dạ. Bên cạnh đó mình sẽ có cái phần nhận xét này con. Ví dụ trắc nghiệm hay tự luận, trắc nghiệm và tự luận gì đó. Ở đây nó cũng sẽ những cái bài làm học sinh đều có phần nhận xét này để học cho giáo viên nhận xét. Thầy. À, dạ em xin hết à. Thầy Kiệt, còn đối với những cái môn mà nhận xét đạt với chưa đạt thì mình sẽ chấm ở đâu thầy Kiệt? À, dạ, cái chỗ cấu hình đạt và chưa đạt không? Thì hiện tại là em bên em cũng đã nhận được cái phần phản hồi này của giáo viên rồi. Bên em cũng đang xem lại là thiết kế thêm cái phần này để giáo viên mình tiện hơn ạ. Dạ. À, vậy là chưa có đúng không thầy Kiệt? Dạ, dạ đúng rồi, hiện tại thì chưa có cô. Hiện tại nó chỉ có tổng số điểm này thôi. Dạ. À, rồi, cảm ơn thầy Kiệt. Dạ. Dạ, thầy Kiệt ơi, cho em hỏi xíu này. Dạ. À, dạ thầy, à, cái phần mà bài kiểm tra phần làm tự luận của học sinh á, thì khi mà học sinh vô làm nó trả lời câu hỏi, ví dụ trong đề đó có 2 câu, 3 câu, nhưng mà em không hiểu sao có một số bài học sinh không biết là nó bấm vô cái gì, thì khi mà mình chấm bài tự luận á thì nó không có hiện cái khung ô điểm và mình không thể cho điểm trên đó được. Thì có cách nào để mình khắc phục chỗ đó không này? Tại vì đa số là các em nếu mà bấm vào làm á thì sẽ có cái chỗ cho giáo viên cho điểm. Nhưng mà dạ đúng rồi con. Chấm khi mà thấy có 1-2 bài á, là không biết các em thao tác như thế nào, rõ câu hỏi nhưng mà không có cái ô để cho điểm cho em, không chấm được. Dạ tức là không có ô này đúng không cô? Dạ đúng rồi. À dạ cô ơi, những trường hợp này nó bị riêng lẻ cô, thì em không biết là do lỗi người dùng hay là do lỗi hệ thống của em bị lỗi. Thì những trường hợp này á, cô có thể cung cấp thêm giúp em cái phần tài khoản với cái phần hình ảnh mà cô chụp lại á, gửi lên group Zalo của bên trường mình để bên em vào hỗ trợ cụ thể trường hợp này nha. À, vì cái... à, thầy, trong trường hợp đó nếu như mà chưa chờ hỗ trợ chưa kịp á, thì mình có thể yêu cầu cho học sinh thêm lượt để làm một bổ sung. Thì nó dạ được, cái đó được không? À dạ. Như là... cách em vừa trình bày với cô hay được. Dạ. Dạ. À, khi mà chấm điểm á thì em thấy chấm thì phải xác nhận, nhưng mà có bài khi mình bấm vô mình chấm á, thì cái thao tác mình nhận xét xong rồi thì tới ngay cái phần cho điểm, bấm vô sau có bài á chấm xong nó chưa có ghi nhận điểm, mà tới chừng mình quay lại mình cho điểm vô thì chỗ đó nào được, thì có cách nào để mình chấm lại không thầy? Là mình không thể cho điểm trong đó, điểm chưa được chấm, nhưng mà mình lại không thể thao tác bấm vào để chấm điểm được. Dạ dạ, thì ở chỗ này cô, khi mà cô chấm điểm một bài á, trước khi cô bấm hoàn thành chấm nè, khi mà cái bài làm của mình vẫn còn nút hoàn thành chấm này thì mình sẽ vẫn còn chấm để lại điểm được ha. Ví dụ ở đây em cho điểm lại nè, em cho 2.5 cũng được nè. Em cho 2.5 được rồi ha. Em cho lại điểm được. À, để đây. Chỗ này cập nhật điểm rồi cho em nè.
Nhưng mà thầy cô khi mà cái bài làm nào của thầy cô đó hoàn thành chấm rồi thì mình không thao tác sửa điểm được, thấy không? Mình không thao tác sửa điểm được. Thầy cô chỉ thao tác sửa điểm được khi mà học sinh mình á, cái bài làm học sinh chọn phúc khảo. Xin chọn phúc khảo và cái bài làm nó trở về thầy cô ở cái mục này, ở mục phúc khảo nè. Thì lúc này thầy cô sẽ có thể chấm điểm lại bài đó được. À, dạ, vậy là trong mình, mà nó hoàn thành chấm rồi. Dạ. Dạ, mình không chấm lại được. Dạ. Vậy trong trường hợp á, không phải em là em chấm mà chưa có hoàn thành chấm, nhưng mà không hiểu sao tới trường vô sau đó nó lại không có cho tích vào để chấm điểm. Vậy thì bây giờ mình sẽ yêu cầu học sinh phúc khảo là ngay chỗ đó để giáo viên chấm, đúng không thầy? Dạ, dạ đúng rồi cô. Học sinh sẽ vào là cái phần kết quả của mình đó, kết quả bài kiểm tra đó, hay là vào bài chính bài kiểm tra của mình cũng được để mình tìm á. Em ví dụ với thao tác của học sinh nè, học sinh mình á, thầy cô cũng hay hướng dẫn thêm học sinh xem điểm cách này là tiện nhất ha. Đây là một tài khoản học sinh nha. Thay vì học sinh vào bài kiểm tra, học sinh xem tìm từng bài kiểm tra để học sinh xem lại, thì cái này có thể mất thời gian và tìm kiếm học sinh nó khó khăn. Thì học sinh sẽ trực tiếp vào đây luôn, vào kết quả học tập nè. Trên điện thoại và máy tính mình đều có phần này ha. Và kết quả học tập, học sinh sẽ chọn theo môn học. Đây, ví dụ em chọn môn hóa nè ha. Thì sẽ xuất hiện cho em những cái bài kiểm tra môn hóa nè. Lúc này học sinh muốn vào xem điểm thì có điểm ở đây. Học sinh muốn xem bài hay nhận xét giáo viên, mình bấm hình con mắt này đi xem. Rồi. Rồi, nếu học sinh mà cái chỗ này cái điểm này nè, nó không phù hợp với học sinh đó, học sinh mình có thể phúc khảo nè, học sinh chọn phúc khảo chỗ này ha. Xin nhập yêu cầu vào. Rồi. Thì cái bên tài khoản giáo viên mình sẽ vào phần phúc khảo để xem được cái phần phúc khảo của học sinh, thấy không? Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. À, thầy Kiệt ơi, cho em hỏi chút xíu. Dạ vâng, em nghe. À, mình có thể nhận xét trực tiếp trên bài làm của học sinh không? Dạ, hiện tại thì trên K12 mình không thao tác được trực tiếp trên cái phần bài làm học sinh cô. Mình không thao tác được, mình có thể tải cái hình đó về được thôi, nhưng mình không thao tác trực tiếp trên đó được rồi. Mình tải cái hình nó về rồi làm sao mình chuyển lên cho học trò nó nhìn trong đó, nó biết nó sai sót chỗ nào? Dạ, cái đó tải lên về là cái đó mình thao tác riêng bên ngoài cô, mình không có đưa bài lên cái bị hay là được đó. À, vậy đó hả? Rồi, dạ, cảm ơn thầy. Dạ, dạ. À, dạ thưa thầy cô, thì chắc em cũng xin chia sẻ với thầy cô một chút xíu về cái chỗ bài giảng này. Một cái tính năng nó cũng mới cập nhật gần đây mà em không biết thầy cô mình đã có khám phá ra thêm chưa. Thì cái này nó cũng rất là có lợi thầy cô mình trong cái quá trình mình quan sát và quản lý học sinh mình học ha. Thầy cô mình cũng sẽ vào cái phần chi tiết một bài giảng này cô, mình vào chi tiết một bài giảng. Đây, em sẽ vào một bài giảng chẳng hạn. Em vào cái hình báo cáo thống kê này ha. Thầy cô sẽ xem giúp em chỗ tiến độ chung nè. Mình có một chỗ là tiến độ chung. Thì thầy cô kéo xuống ở dưới ha, kéo xuống ở dưới tí xíu. Nó sẽ có cho mình một cái bảng nè, báo cáo tiến độ hoàn thành học liệu theo học sinh. À, thì chỗ này nó sẽ báo cáo cho thầy cô từng học sinh mình nè, đã hoàn thành tổng số bao nhiêu phần trăm trên toàn bài giảng của mình. Bài giảng của mình thì có thể gồm nhiều học liệu khác nhau ha. Và cái con số này nó sẽ cộng dồn lại và nó chia phần trăm ra trên tổng số bài giảng của mình. Và ở đây, tại danh sách này, thầy cô click vào tên học sinh ha. Click vào một cái tên học sinh ở đây. À, nó sẽ xuất hiện cho thầy cô một cái bảng. Cái bảng này nó tổng hợp từng loại học liệu trong bài giảng của mình. Và tại từng loại học liệu đó, học sinh đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm rồi nè. Và số lượt học của học sinh học tại từng học liệu là học bao nhiêu lần. Với những học liệu nào quan trọng mà học sinh học chưa hoàn thành thì thầy cô mình cũng có thể chọn cái nút này nhắc nhở học sinh ha. Chọn ở đây, nhắc nhở. Thầy cô nhập nội dung nhắc nhở ha. Rồi, em gửi đi. Dạ, thì ở đây, cái việc nhắc nhở của thầy cô. Nếu học sinh mình sử dụng máy tính và sử dụng trình duyệt thế này, cái nút nhắc nhở đó nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ hiện thì thông báo chỗ này cho học sinh. Còn trên điện thoại thì chắc chắn cái phần nhắc nhở nó hiển thị ở màn hình chính giống như những cái ứng dụng khác thôi.
Dạ, thì chỗ này cũng phải giúp thầy cô mình quản lý học sinh tốt hơn. Ngoài cái việc thầy cô mình xem và nhắc nhở như thế này, thì nó cũng xuất hiện cho thầy cô một cái nút là xuất phá sale ra. Thầy cô có thể xuất phá sale này ra ha. Dạ, em xin giúp, thì đó cái phần là em giới thiệu với thầy cô một tính năng nó vừa cập nhật gần đây của bên K12 để giúp thầy cô mình có cái phần quản lý và xem số liệu nó hiệu quả hơn. Dạ, em xin hết ạ. Chị ơi, hỏi thăm này chị ơi. Dạ em nghe ạ. Cái bài kiểm tra trách nhiệm á là học sinh làm trên máy luôn, rồi học giáo viên mình muốn xem điểm để vô sổ điểm á thì làm nào là thầy hướng dẫn lại cái đó thầy. Dạ, thì ở một bài kiểm tra em sẽ bật bài kiểm tra lại á thầy. Mình cũng sẽ vào cái phần chi tiết của một bài kiểm tra. Em sẽ vào cái phần chi tiết này nè, vào cái biểu đồ nè. Thì tại đây em có một cái bảng, cái tab là bảng điểm ha. Cái tab bảng điểm. Thì chỗ này một bài kiểm tra mình có nhiều học sinh làm thì thầy cô cũng có thể chọn xem nhiều lớp ha để xem. Rồi tại chỗ này thầy cô có thể thấy nè, mình có một cái chỗ xuất Excel nè. Thì lúc này nó sẽ xuất cho thầy cô nguyên cái bảng điểm luôn. Thầy cô hãy lấy cái bảng điểm này mình nhập liệu sang hệ thống nào khác thầy cô tổng hợp ha. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn. Thầy Kiệt ơi, như chỗ cái bảng điểm á, thì nếu như giáo viên mà dạy nhiều lớp á thì nó xuất điểm thì ra nó sẽ theo alphabet. Như vậy có cách nào để đưa về theo đơn vị từng lớp cho giáo viên nó sẽ tiện hơn không thầy Kiệt? Dạ, theo đơn vị từng lớp thì hiện tại cô sẽ xuất giúp em chỗ này nha. Mình sẽ chọn luôn cái phần chọn lớp nè, ở chỗ nút chọn lớp mà cô chọn lớp trước giúp em luôn. Rồi cô xuất từng lớp là nó sẽ ra được cái file từng lớp cho mình, nó tiện hơn. Vậy là mình phải chọn lớp trước khi xuất Excel hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ mình chọn cái bộ lọc lớp trước. Mình không xuất Excel, mình để ở trên máy để mình vô điểm luôn á được không? À tức là cô muốn xuất toàn bộ học sinh ra rồi cô vào cho đẹp, bây giờ là vô điểm. Bây giờ là bữa là mình chấm là vô bảng điểm ha. Sau đó là ở trong đây nó hiển thị theo alphabet. Và bây giờ cũng bảng điểm đó mà mình muốn nó chọn theo nó ra theo lớp luôn á. Mà mình không có xuất Excel, mình để trên máy mình nhập điểm cho học sinh luôn được không? Tức là không cần xem xuất cái file này. Không cần xuất Excel, chỉ chọn lớp rồi cái là nó hiện điểm lên là mình vô điểm luôn. À, đúng rồi vậy á. Thì lúc đó là cô sẽ coi trên màn hình á, là cô chọn lớp nào thì nó sẽ hiển thị danh sách học sinh của lớp đó và cái điểm của nó nằm kế bên luôn, thì cô coi trực tiếp đó, cô nhập vô. À vậy khỏi xuất Excel cô ơi. Rồi hiểu rồi, thì là khỏi xuất Excel rồi, ok. À rồi em hiểu ý thầy cô rồi. Phần nghiệp vụ riêng thầy cô em không nắm rành lắm, em hiểu ý thầy cô rồi. Em cảm ơn thầy cô ạ. Dạ. Ủa rồi còn mấy cái chỗ sắp xếp theo cái gì rồi, họ và tên, nhập mã tài khoản là không cần á thầy Kiệt. Mấy cái dạ thưa thầy, cái chỗ đó là cái phần bộ lọc của mình để mình sử dụng, mình tìm kiếm cho nó dễ trên hệ thống thôi. À vậy là mình không cần nhập gì vô phải không? Dạ đúng rồi. Cái này là để chỉ mình tìm kiếm thôi. Ví dụ thầy muốn tìm một học sinh nào đó thì thầy nhập họ tên vào đây chẳng hạn, hay nhập cái tài khoản học sinh đó để xem chi tiết từng bạn thôi. Cái phần này chỉ là liên quan mức độ tìm kiếm của mình trên đây thôi ạ. Alo. Dạ vâng em nghe. Thầy cho hỏi này, nó có cái hơi bất tiện chỗ này. Thí dụ tôi sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z, tức là alphabet đó, thì sau khi tôi chấm bài một học sinh xong, cái trở lại trang đó cái nó lại nhảy theo cái lộn xộn, cái phải bấm trở lại thứ tự nữa. Nó chậm quá thầy. Như vậy có cách nào khắc phục không? Dạ. Thầy chấm bài học sinh thầy sẽ qua giúp em chỗ tab bảng điểm bài thi nha, em xin lỗi. Thầy qua tab bài thi nha. Thì thầy có thể thấy nè, khi em chọn sắp xếp đi. Thì nó chỉ có sắp xếp chỗ này cho em thì nó vẫn giữ nguyên cái bảng này cho em nè. Em chỉ cần á là em click vào cái con mắt này. Em click vào xem từng bài. Thì em click nó xuất hiện cho em một tab mới này ha, em làm lại với thầy nè. Xem click vào cái tên này. Đây thì nó xuất hiện cho em một tab mới nè, chứ nó không có hiện thị lót lại cái trang này cho em. Trang này em vẫn giữ nguyên. Thầy chọn bảng điểm, thầy chọn bảng điểm ha, thầy xem lướt vào con mắt để xem ha, nhận xét hàng thì nó sẽ lót luôn cái trang cũ cho mình nè, thấy không, là em đang ở trang cũ nè. Em tắt bớt mấy cái này đi cho thầy
Dạ. Rồi, nên như vậy thì bắt thầy cho thầy. Là, dạ. Nó sẽ mở thêm tab mới phải không? Dạ đúng rồi. À rồi rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ thì ở vấn đề bài kiểm tra thầy cô, nó chỉ có vấn đề về thầy liên quan đến việc thầy cô tạo lập như thế nào. Thì có những cách như em chia sẻ trình bày với thầy cô. À, thì sau cái buổi họp ngày hôm nay em sẽ gửi thầy cô một cái file hướng dẫn chi tiết luôn về cách mình tạo lập một bài kiểm tra trên trang 12. Nó sẽ có từng bước để thầy cô mình xem lại như cái hướng dẫn cụ thể. À, và em cũng sẽ gửi thầy cô một cái file là tất cả các dạng câu hỏi trên trang 12 này để thầy cô mình tham khảo thêm khi mình sử dụng. À, và cái thứ hai, cái phần mà trong cái phần tài liệu em không có trình bày với thầy cô nhiều á, là cái phần thầy cô sẽ chấm điểm tự luận và xem chi tiết bài kiểm tra như thế nào. Thì nó cũng sẽ nằm gói gọn như thầy cô trong cái mục thống kê bài kiểm tra ha, là hình biểu đồ này. Thầy cô mình muốn quản lý, mình chi tiết, mình xem, mình chấm điểm gì đó thì cũng nằm trong đây hết. À, nằm trong phần bài này, phần bài kiểm tra này hết cho thầy cô. Về vấn đề thầy cô thêm lượt cho học sinh nè, hay cô cho phép học sinh làm bài sau khi hết thời gian, nó cũng nằm trong đây cho thầy cô ha. Em riêng chỗ này đấy, em nhắc lại với thầy cô để thầy cô mình đỡ bị nhầm lẫn trong việc mình cho phép học sinh làm bài sau khi hết giờ. Thì việc cho phép học sinh làm bài sau khi hết giờ hiện tại á, chắc em nghĩ là vẫn còn trong tuần này, có thể là liên quan đến một vài ngày trong tuần sau nữa, thì nó chỉ cho phép làm bài ở phân tán thôi, còn tập trung thì vẫn chưa được ha thầy cô, tập trung vẫn chưa được ha. Dạ, thì ở đây cho phép học sinh làm bài sau khi hết giờ thì mình sẽ dùng nút tiện ích tại danh sách học sinh. Còn chỗ nút bảng điểm này là nút thêm lượt sẽ cho phép học sinh tiếp tục có thêm một cái lượt làm bài trên chính cái bài làm học sinh của mình đang làm trong lúc vẫn còn thời gian. Thì hai cái này sẽ là hai nút giúp ích thêm cho thầy cô, cho học sinh mình thuận lợi thêm trong quá trình mình làm bài. Riêng cái phần trong tab này em có một cái tab rất là hay thầy cô, là tab phổ điểm nè. Thì ở tab này nó cho thầy cô một cái biểu đồ về điểm số học sinh luôn. Thì tab này cô mình có thể nhìn nhanh qua xem được tình hình học sinh mình học tập đến đâu. Thầy cô mình còn thắc mắc nào, hãy đặt thêm câu hỏi cho em để em giải đáp thầy cô cho rõ nội dung này ạ. Cái kiểm tra tập trung đó là mình phải dán vô thời khóa biểu, còn kiểm tra phân tán là học sinh làm bất kỳ lúc nào cũng được hả thầy? Dạ đúng ạ. Một bài kiểm tra tập trung á, thầy cô tạo ra thì thầy cô mình cũng phải dán cho nhiều lớp khác nhau được ha. Tương tự phân tán cũng vậy. Cái cách dán vô thời biểu thầy. Dạ rồi. Thì lên thời khóa biểu thầy, khi thầy tạo lập bài kiểm tra rồi, thầy cô vào thời khóa biểu ha. Ở đây em sẽ chọn một tiết học chẳng hạn, tiết học ngày chủ nhật đi ha. Rồi, em chọn một tiết học. Em trước tiên em chọn lớp trước nè. Rồi em chọn môn. Thì chỗ chọn học liệu thầy, chỗ chọn loại học liệu này, em sẽ chọn bài kiểm tra ha. Em chọn bài kiểm tra. Rồi sau đó em tìm cái phần danh sách bài kiểm tra em cần gán cho học sinh là bài nào. Thì cô mình cũng thể gõ tên mà kiểm tra đây cũng được nè, hoặc là mình lướt danh sách để mình tìm. Em ví dụ em chọn bài kiểm tra này đi ha. Rồi như vậy là em đã xong rồi. Bài kiểm tra này của em đã gán trong cái phần tạo lập thiết lập ban đầu của em á, là bài kiểm tra 15 phút. Thời lượng làm bài là 15 phút á, thì hệ thống tự nhận dạng cho em nè, bắt đầu 8 giờ, kết thúc 8:15. Rồi em lưu lại thôi. Rồi như vậy thì đến giờ này học sinh sẽ vào chỗ thời khóa biểu này trực tiếp để vào đây mình làm chọn làm bài. Cái phần bài kiểm tra mình gán lên đây này cô, thì bắt buộc thời gian ha, học sinh phải vào làm đúng 8 giờ nè. Nếu học sinh vào trễ hơn thì mất cái phần thời gian làm bài của mình, và đến 8:15 á, thì hệ thống sẽ đóng lại nộp bài làm cho học sinh. Dạ em xin hết ạ. Thí dụ như tôi dạy tiết 1 đi 45 phút, rồi tôi dạy 30 phút, rồi còn 15 phút còn lại thì tôi gán nó vô thời khóa biểu tiết 1 được không? Dạ được. Mình dành thời gian 15 phút ra để mình cho nó làm kiểm tra đó. Thì cái việc này thì cái cách này thì lúc là 29 phút chẳng hạn, thầy thiết kế ban đầu mình nè,
thì thầy chọn lớp học ảo nè. Thầy chọn là học đề là lớp học ảo. Thì cái vấn đề này thì mình sẽ cấu hình cái phần thời gian ha. Thầy chọn thời lượng là 29 phút chẳng hạn ha. Rồi mình lưu lại thôi. Dạ. Rồi sau đó thì mình sẽ còn dư 15 phút ra để mình thêm học liệu. Ở đây em được rồi nè. Em có thể click vào tiết học này. Em chọn thêm học liệu. Rồi em chọn ở đây là loại là bài kiểm tra nè. Thì em sẽ tìm một bài kiểm tra 15 phút của em. Rồi. Và em lưu lại ha. Thầy thấy không? 9 giờ 16 đến 9 giờ 31 nè. Và em lưu lại. Dạ vì em có đã có một tiết học, thầy thấy à. Có hai màu nè. Một màu xanh lá cây. Một màu đỏ. Tiết học này của em gồm một bài lớp học ảo nè. Từ 8 giờ 46 đến 9 giờ 15. Một bài kiểm tra từ 9 giờ 16 đến 9 giờ 31. Rồi, cảm ơn dạ. Thầy. Dạ. Quý vị, thầy cô mình có thể gán học liệu cho một tiết học của mình, thầy gán liên tục 3 là học liệu luôn ha, chứ không chỉ một loại như thế này. Thầy chủ yếu cái phần của mình là thầy cô mình sẽ phân chia cái phần thời gian ra. Rồi, cảm ơn thầy Duy. Dạ. Nếu như vậy là trong cái quá trình mình tạo cái bài giảng là mình ghi chữ tạo bài kiểm tra luôn hả thầy Kiệt? Thì mình mới đưa vô giống như một tiết mà hai món vậy nè. Dạ được cô, dạ được. Cô thể đưa 3 loại học liệu hay 2 loại học liệu đều được cô. À, như em trình bày với cô là chủ yếu mình phân chia cái phần thời gian bắt đầu, kết thúc hay là thời lượng gì đó cho nó phù hợp vào đây. Dạ, cho em hỏi cái. Dạ, em ví nghe. Dụ như là nếu mà tạo bộ đề bằng cái tạo bằng ma trận lúc nãy á, thì cái câu hỏi ở trong bộ đề đó có được xáo trộn thứ tự không hay là đáp án được xáo trộn mà? Dạ, dạ có thầy. À, cái phần câu hỏi mình lúc mà xáo trộn đề thì nó xáo trộn cho mình cả thứ tự và thứ tự đáp án và thứ tự câu hỏi luôn. Dạ. Dạ. Còn nếu mà ví dụ như học sinh nó kiểm tra nguồn trang thì nó có tìm ra cái đáp án đó được không? Kiểm tra nguồn trang là sao? Em chưa hiểu thầy lắm. Dạ. Dạ, ví dụ như là nó bấm F12 chẳng hạn để nó coi phần em coi một cái số video trên mạng thì nó. Rồi em. Dạ em hiểu ý đó thầy, là coi là cái phần mấy cái mã mà của trang web đúng không thầy, coi là mấy mã trang web đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng. Dạ dạ không thầy, không học sinh sẽ không xem được cái đó đâu ạ. Ủa thầy Kiệt, như vậy thì trong cái quá trình học á, mình dạ. cho nó làm kiểm tra 15 phút đi thì cái đề mình gán vô vậy dạ. đề nó đâu có đảo rồi đúng không? Dạ dạ dạ, dạ có cô, ví dụ mà khi mà cô tạo một bài kiểm tra nè. À, trong một bài kiểm tra của mình khi sử dụng hình thức ma trận hay là nhập tay á thì nó có hiện tượng đảo đề cho mình. Thì ví dụ ở đây một bài kiểm tra của em tạo ra 15 mã đề vậy, thì 15 mã đề này nó sẽ đưa vào ngẫu nhiên chia đều cho số lượng học sinh của mình lớp học. Dạ thì bước này là thầy cô mình phải tạo mã đề trước ha, để có mình được có cái mã đề rồi mình mới cái mã đề này mới ngẫu nhiên đưa vào học sinh cho mình. À, thầy cô cũng không cần phải bước gán mã đề ha, nó sẽ ngẫu nhiên hết và chia đều số lượng học sinh ra với từng mã đề. Dạ em xin hết ạ. Thầy ơi cho hỏi một câu thầy ơi. Dạ. Alo. Dạ em nghe. À, đối với phần môn âm nhạc và mỹ thuật đó, thầy, cái môn năng khiếu đó, thì mình cho học sinh gửi bài và clip như thế nào để tạo đề kiểm tra trên K12 ạ? Dạ, gửi bài bài chụp ảnh này hay là bài clip này? Hay à, và clip ví dụ như là cái môn âm nhạc thì học sinh muốn gửi clip mà học sinh hát được ví dụ chẳng hạn vậy đó để kiểm tra đánh giá thường xuyên hoặc là đánh giá giữa kỳ đó, thì mình sẽ gửi bài như thế nào và tạo đề như thế nào? Dạ, cái chỗ mà gửi clip đó, thì hiện tại học sinh mình không gán clip trực tiếp lên K12 được thầy, nhưng mà học sinh có thể em đề xuất thầy cách này á, thầy xem có hiệu quả hay không. À, thì học sinh có thể đăng một cái clip của mình lên YouTube trước, rồi học sinh copy cái đường link đó, học sinh gửi vào cái bài kiểm tra của mình là cũng lưu lại cho thầy xem được ha. Thì với hình thức đó thì thầy sẽ tạo ra một bài kiểm tra dạng tự luận để học sinh mình có cái khung nhập liệu, mình nhập liệu cái đoạn clip vào. À, em ví dụ ở đây tạo đề sao á thầy, còn lúc tạo đề á dạ. Đối với phần tạo đề của hai môn á. Dạ tạo đề thì chắc là thầy mình sẽ sử dụng cách nè tiện nhất ha, mình sử dụng thêm mới giúp em nè, mình chọn hình thức là nhập ha. Dạ hình thức nhập tay này ở đây á, em sẽ bỏ qua cái phần này cho tiện ha,
thì thầy cô sẽ thêm giúp em chỗ này, mình chọn thêm câu hỏi nè, mình chọn dạng câu tự luận. Thì câu này ở trên đây thầy cô ghi cái tiêu đề vào, giống như tiêu đề hướng dẫn học sinh như thế nào đó, thì ở trong cái phần bài làm học sinh đó, nó sẽ là có cái khung để học sinh nhập liệu, học sinh thêm hình hoặc học sinh thêm cái đường link vào. Em ví dụ một bài kiểm tra này dạng tự luận ha, thầy đợi em xíu. Đây, cái này. Ở đây này em ví dụ một câu tự luận nè. Một tự luận thầy hay nhập tiêu đề vào đây. Thì ở học sinh mình sẽ có phần trả lời nè. Học sinh sẽ có cái khung trả lời, học sinh sẽ nhập liệu vào, học sinh sẽ thêm ảnh vào. À, thì cái bài làm này cũng sẽ đưa về hình thức tự luận, giống như cái việc mà học sinh chụp hình gửi lên như em trình bày khi nãy á. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn thầy ạ. Dạ. À, dạ, à, thưa thầy cô, thì bây giờ là khoảng 10:10 là khoảng đúng 2 tiếng với thầy cô rồi. Chắc em xin tạm dừng cái phần tập huấn này với thầy cô ha. Tại vì em cũng còn một buổi tập huấn tiếp theo trong cái ca tiếp theo trong buổi trưa này. Dạ, thì trong cái phần trình bày của em chắc sẽ có thể có nhiều phần thầy cô không theo dõi kịp hoặc là nhiều phần em sai sót chưa trình bày hết. Thì trong sau cái quá trình, sau cái buổi ngày hôm nay, em sẽ tổng hợp một số tài liệu để em gửi đến nhà trường mình, để gửi đến thầy cô. Trong phần tài liệu nó có gồm cái cách chi tiết mình tạo lập một bài kiểm tra như thế nào, và một số đoạn clip ngắn về cái cách mình sẽ tạo lập ở những hình thức khác nhau. Thì thầy cô sẽ thêm tham khảo giúp em ha. Và có cả cái clip mà em chia sẻ với thầy cô về cách học sinh và làm bài nữa. Và cái tài liệu thứ hai là tài liệu về những dạng câu hỏi của K12 Online. Thầy cô hãy xem giúp em thêm những cái hai tài liệu này để mình thao tác và kiểm tra cho nó được ạ. Cảm ơn thầy Kiệt nhiều. Dạ, dạ, em cũng xin chào quý thầy cô ha. Em cảm ơn quý thầy cô đã cũng chia sẻ cái khó khăn trong cái mạng lúc đầu của em, là cái mạng em bên em hơi trục trặc ạ. À dạ, em cũng xin kính chúc thầy cô sức khỏe ạ. Thầy chúc thầy sức khỏe thì là giáo. Dạ dạ, em chào cô thầy cô ạ. Dạ. Dạ rồi chào thầy. Okay. Next on this,